có sữa bút lông rồi giờ nè. Đúng rồi thì Trinh ơi, em lấy xịt em cọc giùm chị nha. Ai chị có không? Có em. Đưa một cái máy khác cho chị đây. Em mặc có bán nha chị nhá. Hello mấy chị, mấy chị vô tương tác với em đi mấy chị ơi. Sẽ đã. Chị gửi bao nhiêu em nè? Em chào chị Riro chưa? Em chào chị Quốc chưa? Em ra kiểm tra đi nha. Để đi. Mấy chị chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân, 5 lần trên hoa trang hội nhóm để mua hàng sale nha mấy chị ơi. Em chào chị Vân Hy Larry. Rồi chị nhận rồi, em sửa ID đi, em sửa phần cái phần bình luận á. Ok. Rồi mấy chị sẵn sàng để nhận hàng sale của em chưa? Vô luôn nha. Có sửa ID là sĩ. Có chứ, sửa ID khách sĩ rồi sửa phần bình luận. Nè em qua lột cái hàng kia vậy, cái lột hàng cái kia đưa hàng này xuống. Rồi, ok mấy chị ơi. Ừ, hàng đưa hàng bình thường á, hàng BMA để xuống. Thì chết ok em. Rồi, hello chị Bịch Bào Dao, chào chị Lily. À, chị nào mà mình vào rồi mình chấm một chấm nha. Hello Mỹ Vân. Rồi hello chị Thoa Cà Bua. Mấy chị sẵn sàng chưa? Em sẽ nhờ nhân viên em khui bom và bắt đầu luôn cho mấy chị nha. Để mấy chị khỏi phải đợi lâu. Hello Khánh Linh Nguyễn, đặt hàng xả hàng gì đây? Sao vậy? Ở Nguyễn Phúc Chu ở Buôn Ma Thuột nè. Nhận đồ của Yến rồi, đẹp mà rẻ nữa. Cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Thắm nhé. Rồi vô đi mấy chị. Bom hàng. Ai? Cái gì nguy hiểm. Bơ hát này. Rồi vô đi em cho chị thử hàng đây. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các trang hội nhóm nha. Để cho cái lực tương tác của mình nó cao lên một chút xíu ha mọi người. Được chưa mọi người nha. Rồi chia sẻ mạnh tay cho em. Rồi em đọc như thế nào thì mình comment như vậy nha. Comment liên tục cho em nha. Rồi lọc chia sẻ được đúng không? Dạ. Rồi em mở khóa điện thoại chị Phụng lên xong rồi lọc chia sẻ đi. Bắt đầu luôn nha mấy chị nha. Nhỏ nhạc thêm một nốt nữa đi. Cái gì chị? 210320. Rồi, set đầu tiên. Hôm nay em tặng cho mấy chị toàn tặng hàng Quảng Châu hết. Ok không? Đó, hôm nay sẽ cố gắng tặng cho mọi người thật nhiều những cái sản phẩm bị bom này kia nọ. Rồi nói chung là hàng thiết kế hết em tặng cho mọi người luôn. Rồi, mã tặng đầu tiên em tặng cho mấy chị sẽ là một con. Mã này 9.000 đi. Comment cho em 9.000 kèm số. Đó, rồi, nó sẽ có một con gấu thêu và một cái chân váy rin nha. Chân váy của chị em nhà mình á thì 50 bản tây, 50 bản chung như thế này. Có lót quần ở trong và khóa kè bên hông cho em ý nha. Rồi, set này em tặng cho chị em nhà mình đầu like giá 9.000 luôn nhá. Chị nào thích thì comment cho em mã 9K cộng số điện thoại. Và hãy comment liên tục, copy paste đó mấy chị. Comment liên tục cho tới khi nào mà nhân viên nó đọc nó chốt cái mã tặng thì mình bắt đầu mình ngưng. Mình ngưng mình sẽ qua cái mã khác nha mọi người nha. Tại vì hàng tặng thì mình phải comment liên tục. Hệ thống của bên em á thì nó sẽ lọc ra chị nào chia sẻ nhiều nhất, chị nào comment nhiệt tình nhất, có follow và like fanpage này, có thả tim rồi này. Thì đó là những cái bước cơ bản để mà mọi người sẽ rất là dễ nhận được hàng sale ha. Rồi set này em tặng luôn cho mình. Mình comment cho em là 9.000 cộng số điện thoại nha. Mã đầu tiên sẽ là 9.000 cộng số điện thoại giùm em. Ui, quần này em bán cả ngàn cái rồi đó mấy chị. Nó bị bom một con size L. Con này size L thì em nghĩ là ok đó. Thà rộng mấy chị mà được nhận hàng bom về mấy chị bó một tí xíu cũng không sao. Đúng không mấy chị ha. Rồi em tặng luôn cho mình quần này. Mình comment cho em là quần 8K kèm số đi mấy chị ơi. Quần nha, mã quần tay xung này sẽ là quần 8K kèm số. Cái này là hàng nè, hơi lê nhẹ xẻ tà phía dưới của bên Trung nó đang hot đó mấy chị. Rồi, comment cho em là quần 8K kèm số. Sao vậy?
Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ nhiệt tình vô cho em, xong rồi ra comment cái món hàng mình thích nha mấy chị. Rồi, quần 8K kèm số cho em nhé. Con này size L thì dưới 55kg chị em mình sẽ mặc đẹp. Cái view nó bị chậm lắm luôn á mấy chị, có 200 thôi nè. Rất là ít người xem luôn, có 200, 210 à. Bay của em nó bị sao, bị quét hay sao vậy ta? Đó, 210 cho nên là hy vọng là hôm nay tặng nhiều để các chị có thể tương tác tốt và mua hàng được hàng sale nhé. Cố gắng cho em. Rồi, quần 8K kèm số nè. Quần 8K kèm số cho em. Rồi, set này thì em nghĩ là cỡ 55, 56, 58kg mọi người mang cũng được luôn á. Rồi, ghi mấy cái bài đi nha, cái bài lớp ghi bài. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần và trong trang hội nhóm 5 lần để được mua hàng. Sam sĩ đi hàng chưa Nhi? Mình mà có chuyển khoản là chuyển đi luôn rồi mấy chị ơi. Sĩ mà có chuyển khoản là em cho đi luôn chứ sĩ không có giữ đâu. Có chuyển khoản là em đi ngay và luôn trong cái lúc mà mình chuyển khoản, hoặc là nếu mà mình chuyển buổi tối thì ngày mai là sẽ đi luôn buổi sáng rồi. Đi to hết kìa. Rồi chị ơi, set Tata này đẹp không mấy chị? Con này là hàng Quảng Châu của nhà em luôn á. Nút mấy chị nhìn thấy nút nè. Đó, full đèn luôn nha. Rồi, ở sau có viền cổ. Rồi con này em tặng cho mấy chị bao nhiêu được ta? À, set này em tặng luôn cho mình mà mình comment cho em là set 39.000 nha. Set 39.000 kèm số rồi. Lọc chia sẻ đi em. Và nhân viên nhà em đang tiến hành lọc chia sẻ nha. Hello 250 cô gái. Chị nào mà mình chưa like và share chưa like follow fanpage thì like và follow fanpage liền nhá. Rồi, cho em thả cho em một cái tim ở trong cái like này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhớ chia sẻ cho em cái nha. Để em thấy chị Khánh My nha. Để cho mà dù em like thì mọi người sẽ được nhận thông báo rồi cái nọ, rất là dễ mua đồ ha. Rồi, set này em tặng cho mọi người luôn là set 39.000 mã vô chưa? Lấy bút lông ghi vô không nhớ đâu nha. Rồi, set 39.000 kèm số. Set 39k kèm số cho em nhóm chị ơi, set 39.000 kèm số cho em, miễn lên đơn cho mấy chị luôn. Trời ơi. Cái set này đâu ra vậy? Set này hôm bữa kiếm là đi chơi nè mấy chị. Kiếm đi chơi mà kiếm không ra. Tại vì bán hết rồi đó mấy chị, nó nằm trong hàng bom nó khui ra còn cả này. Ok không? Rồi em tặng luôn set này cho mình bao nhiêu đi hè? Hồi nãy giờ là em có 3 mã đúng không? Mã 9.000, mã 8.000 và mã 39.000. Ok là chưa? Rồi, nhân viên em đang ra bill rồi đó. Ra bill tặng rồi nè mấy chị ơi. Chị nào nhanh tay thì chia sẻ cho em phát nữa cho nó có nha, mọi người có tương tác nha. Mỗi mặt có 99.000 hà. Hàng loại 1 luôn á, em về lần thứ 4 rồi nè mấy chị. Chị nào chưa mua được thì bật ngay một set cưng ơi là cưng, mặt xuống giả mang luôn. Có 3 có 99.000 hả? Tí xíu like cho mấy chị. Có xíu em like cho nhá. Rồi. Lên cho em mã mới nè. Set này em sale luôn. Trời ơi, hôm nay con like có 260 xem à. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ với em trên trang cá nhân và trên trang hội nhóm để được mua hàng giá sale mấy chị ơi. Hello chị Heozumi. Đó, rồi, set ra mặt hả? Set ra mặt có 99.000 thôi, tí em like cho mấy chị ơi. Xì 85 nha, tí xíu em like luôn mẫu mới cho mấy chị, em chị khỏi phải đợi lâu. Đợi em một lát em tặng quà cho mấy chị luôn. Rồi, set này comment cho em là xanh 68.000 kèm số mấy chị ơi. Cái này là 179.000 nha, 179.000. Cái la này em tặng luôn cho mình là 68.000. Mình comment dùm em liền mã của nó sẽ là mã xanh 68 kèm số nha. Rồi tặng luôn đi em. Hàng quản cho em cũng tặng luôn ha mấy chị. Không có tặng hàng thường đâu á. Mã 9K em tặng cho chị Vân Hilary, số đua là 9579. Đang chia sẻ 22 trên hội nhóm và 202 lần trên trang cá nhân. Mã thứ 2 em tặng cho chị Trần Vy, xét xanh 39, số đua là 3889. Có lượt chia sẻ là 7 lần trên trang hội nhóm và 4 lần trên trang cá nhân. Rồi, tiếp. Ra bên tiếp theo đi. Rồi, quần này em tặng cho mình luôn mã 35 nha. Con mình cho em là quần 35 kèm số, quần Tata 35.000 ha. Mã quần 35 kèm số giùm em. Có một con quần rin nè. Quần rin này của em là size S nha. Size S thì tầm 55, 56, 50. À không, size S thì tầm 45, 48kg đổi lại thôi. Tại vì hàng này nó cũng coi rẻ nha mấy chị. Nhưng mà size S thì nó nhỏ ha, lưng cao 2 tấc cho em nè. Rồi, à, 9K là này không? Hả? Cái đó là 39.000. Chị nói em ghi chú rồi mày không ghi à? Set nu là 39.000. À, xanh 39.000 cũng đúng. Không, cái xanh 68. Set 39 là set nu á. Không, xanh là 68.000, cái đó 39.000 đúng rồi. Rồi, còn set tin là 9.000, quần 35.000. Rồi, cái này quần này cho em 120.000. Các chị comment cho em là quần quần S. Comment là S120 nha. S120 kèm số. Xanh 68 cho chị Kiều Duyên. Rồi, con này cho em là S120 kèm số điện thoại nha. S120 kèm số. Ủa, áo này hả? Rồi, áo này em tặng luôn cho mấy chị luôn 29.000. Comment cho em mã áo 29.000. Có dây buộc eo nha. Dây này buộc eo giùm em. Comment cho em là áo 29.
Rồi. Con mình cho em là áo 29.000 nè mấy chị. Quần S 120. Rồi con mình cho em áo 29.000 luôn mấy chị ha. Áo 29.000. Rồi sẽ đang bận hả? Sẽ đang bận em đang sale cho mấy chị. 135 cho chị đồ ra him. Có luôn. Rồi. Áo 29.000 nha. Áo 29 kèm số điện thoại giùm em. Tiền lên cho chị luôn. Tặng luôn cái này luôn cho khách luôn để kéo view này. Rồi đang lắc đang như này em tặng luôn cho mấy chị tiếp theo. Tặng luôn một lóc này luôn nha. Hàng này là mới hôm qua nè. Rồi, sáng này em sale cho mấy chị luôn. Mọi người comment cho em là 40.000. Ha, vàng 40.000 cái gì? Áo 29 cho chị Yến Thanh. Rồi, cho này tặng nốt một set nữa cho mấy chị 40.000 luôn. Chị nào nhanh tay tương tác rồi thì tặng luôn ha, vàng 40.000. Rồi, lên cho em cái bộ em đang mặc nha mấy chị ơi. Bộ em đang mặc thì có 3 màu nè. Nhìn trên cái hàng này mấy chị ơi, hàng Quảng Châu cho em chất rất là dày. Em về 4 lô rồi. Cái hàng này thì tầm 60kg đổ lại vẫn mang đẹp nha mấy chị ơi. Ơ em bỏ lên chị dục cho. Trời ơi mấy chị nhìn vải này. Mấy chị nhận thấy được cái set này chưa nhỉ? Set đẹp quá. Em mua cho chị Roma Him. Đó, ok. Rồi chốt qua sẽ mặc luôn, tặng 99.000 một set thôi. Trong line này nha mấy chị ơi. Em ngưng mã tặng nha mấy chị ơi, mấy chị qua hàng Ri nha. Qua hàng Ri nhá, sỉ 85 kèm số lượng lẻ 99.000 kèm màu. 99 vàng, 99 cam và 99 hồng. Rất là đẹp nha mấy chị ơi, hàng này thì 38 tới 60kg đổ lại vẫn ok. Em sale đầu like cho mình có 99.000 kèm số thôi ha. 99.000 kèm số giùm em nha khách ơi, nhanh tay nè. Chị Trinh bỏ nguy hiểm bên em rồi cọc để không đặt hàng lại được bên em nha chị ơi. Để cái mix sát vô em. Rồi, con này 99.000 màu hồng, màu cam và màu xanh. Màu cam cho chị Thủy Tiên. Có. Đủ cho Thảo Duyên. Có. Xét cam và hồng cho Minh Châu Lê. Có, bên hàng đi. Đào Phương Dung cam hồng. Cam hồng có. Thủy Tiên cam. Có, 2 cam. Thủy Trịnh 3 màu. Cam. 3 cam rồi, có đi không? 99.000 giùm em luôn. Chị Trần Thu Hiền ơi, mua hàng kèm số điện thoại giúp em nha. Mã màu kèm số nha. Thu Ngân Hồng. Đó. Thì Dương Hồng. Đó. 99.000 cho em. Còn em bơ cho Xuân Trang. 99.000 em xả nhanh luôn. Xanh bơ hồng cho Thùy Trang. Thùy Trang là ai mà chị cộng giúp em đi. Thùy Trang cộng 200 đi ạ. Xanh bơ với hồng nè. Xanh cho Trần Bảo Ngọc. Đó. Chúc Mãi ơi, mua hàng kèm số giúp em. Bổ sung Mãi chứ mà. Xanh cho Huệ Nguyễn. Hoài Nguyễn xanh. Xanh xanh cho Trần Bảo Ngọc. Bảo Ngọc xanh. Bơ cho Xuân Trang. Có. 99.000 thôi. Chết mẹ rồi. Bán lộn giá mà ngồi nãy giờ bán như đúng rồi. Rồi kệ luôn. Mã đầu tiên bán lộn. Xanh cho chị Kim Xí. Rồi. Xanh cho Julie Nguyễn cảnh báo luôn. Julie Nguyễn cảnh báo rồi đặt hàng cọc đặt hàng lại cho bên em nha. Sơ Medin 130. Xanh cho Kiều Duyên. Rồi. Ê, từ, mẫu này không được rồi, mẫu này nhập vô 99, ơi, nhập vô 99 rồi. Rồi, bây giờ em sorry mọi người nha, em sửa lại giá 109.000. Sorry mọi người rất nhiều nhưng mà em vẫn để cho mọi người giá sale luôn 109.000. Đó, bây giờ mới thấy cái mã của nó nè. Anh Văn Đỗ. Sorry mấy chị nha, sỉ 95, lẻ 109. Số giúp em nha. Lấy lại hết, sửa mã lại giùm chị luôn. Gạch giá cách cho mình. Chốt lại từ đầu nha. Không cần. Gạch giá khách comment bổ sung lại mã mới. Sorry mọi người rất là nhiều. Em sẽ sale. Rồi em sẽ sỉ 95. Rồi mấy chị ơi, sorry mấy chị. Bây giờ em sẽ để sỉ 95 lẻ 109. Em nhập vô 99.000 nhưng mà thôi bây giờ kệ lỡ rồi mấy chị. Chứ bây giờ mà lên 125 như thì mất công mấy chị lại quát em nữa nên thôi. Thì bây giờ em sẽ sửa lại là thành 95 nha, bán vốn được. Sỉ là để sale luôn. Rồi sỉ 95 lẻ 109.000 nha mấy chị ơi. Em nói luôn tại livestream rồi. Tránh tình trạng là khách nói là ủa sao lên vài ngàn mà nó mất. Này kia cái nọ dạ không. Cái này là em lỡ báo sai giá tại vì sáng giờ lu bu đủ chuyện hết nên nó hơi nhầm một tí xíu nên là khách thông cảm cho em nhé. Cái mã này em báo ban đầu là 99.000 nhưng bây giờ em sửa lại là 109.000 nha, em để vốn luôn. Nha mấy chị em, 125 em để vốn luôn. Cho mấy chị là 109. Ok nha mọi người nha, vui vẻ nha mọi người. Chị Trang Xu anh mua hàng kèm số giúp bạn nha. Nha. Kèm bà. Mấy chị mua hàng bên em là rồi. Kèm mã kèm số điện thoại cầu màu giúp em mấy chị nha. Trời ơi. Xanh. Rồi vào sửa xong rồi bây giờ em có lên mã mới đây, cái nào xanh thì sửa. Rồi ok nhanh. Xanh 109 cho Vũ Thị Ngọc Dào. Rồi. Chị Thi Thanh ơi, mua hàng kèm số giúp em chị ơi. Rồi. Cam cho Đào Phương Dung. Xanh cho Trang Xu. Xanh cho Hà Huế. Đưa cục hàng tao coi thử con. Đợi tí cho em chút xíu, má không đủ hàng chia mấy má ơi. Rồi. Đó hai hồng. Ok. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn hàng này bảo sao em thấy cứ sai sai gì trong đầu em mấy chị. Kiểu ủa, hàng Quảng Châu mà bán 99.000. Má ơi luôn á.
Bình thường hàng quảng cáo sẽ bán là 135 ngàn. Mấy chị đợi em xíu nha mấy chị ơi. Mấy chị kèm giúp em là 1,9 kèm màu. Ai mà lấy xanh á, mà chưa được đọc tên là nhảy màu khác đi nha. Chị quá không? Là đang bán à? Rồi, chỗ đi nha. Anh Văn. Anh Văn có rồi mấy ơi. Rồi. Quá trời rõ ràng sẵn này rồi. Rồi thôi, cho thu ngân, thu ngân 109 hồng. Có. Hồng cam mới xanh nha, xanh là mặt hồng cái thôi. Mấy chị ơi, không mình chia một lần thôi nha mấy chị, để nó bị trùng đơn á. Rồi, 109 ngàn. Nhanh tay hoa tay gơ, hoa tay gơ xanh bơ. Rồi, hết bơ luôn, hết xanh hết bơ. Em hết xanh rồi mấy chị ơi, mấy chị chuyển hồng qua hồng giúp em nha. Ủa nãy giờ khách cho mình nhiều lắm, mày không thấy à? Em chốt hết rồi. Chốt hết rồi đúng không? Dạ. Ok, rồi. Mấy chị tập trung hồng, lại giùm em. Hồng cho chị hồng huyền chân. Đó, 109 ngàn. Tay gơ hết xanh bơ rồi nha. Đang mặc. Rồi, quần của em mọi người thấy phong quần này. 50 bạn tây, 50 bạn trung có khóa kéo luôn. Cam cho Kim Thoa Nguyễn. Rồi. Tức cho mít đó. Rồi, cái này lên đơn cho em là mã 109 hồng nha mấy chị, còn hồng với một cam nè. Ok chưa, em qua mã mới nha. Hiền chân có rồi nha chị ơi. Không mình giúp em một lần thôi ạ. Rồi lên đơn cho em mã này là mã 109 ngàn cam với hồng. Cho xuống nha. Cam hồng 109 ngàn. Bạn này sao nó rất lưng tan. Rồi 109 cam hồng nha. Em lên tặng cho mấy chị qua cái mã không. 109 em còn hồng á mấy chị ạ. Không mình giúp em là hồng kèm số. 109 còn cam hồng. Rồi chốt luôn nè. Nhanh này, nhanh lên đây nè. Rồi nhanh như. Hồng cho chị Nguyễn Lan. Có. Cam cho chị Thảo Kem. Có. Có đọc tên là có hàng nha mấy chị ơi. 109 em còn hồng thôi mấy chị ơi. Rồi, tặng bù cho mọi người set ngố này nha. Set ngố này mình được bán 95 ngàn một set. Bây giờ em tặng luôn cho mình 72 ngàn luôn. Sĩ em để bình thường 65 đúng không mấy chị? Em thấy chị Trần Thu Hiền ạ. Bình thường là sĩ 65, lẻ 7, lẻ 95 hay là lẻ 85 ngàn, 79 ngàn gì đó. Rồi, hôm hai nay kem body livy cho chanh kim bồi. Em tặng cho mấy chị 72 ngàn. Comment cho em mã 72. 72 em có màu rêu, màu hồng, màu đen. 72 hồng rêu đen nha mấy chị ơi. 72 ngàn bộ thôi. Bán trong loại này, bán siêu luôn nha mấy chị nha. Kem body với lại muối bò để bao chết em mới về á, chị nào chưa chốt được không bữa thì bây giờ chốt luôn nha. Rồi 72 ngàn kem kèm màu các yêu ơi, rất cô tông tàu nè, có xẻ tạo ok đây đẹp không, mẫu này phong to thì bình thường em bán phải 95 ngàn đó chứ không có rẻ đâu. Hôm nay em bẻ 72 đen. Từ từ chị đọc một lần, em chốt một lần thôi, đọc một lần luôn sau. Rồi đen hồng với rêu, rồi chốt luôn. Trên lên mỗi màu 2. Trên lên mỗi màu 2. Kim Thoa 72 hồng. Kim Thoa 72 hồng. 72 đen cho Nguyễn Thị Như Anh. Có. Đen cho Nguyễn Nhung. Có. Một hồng một xanh cho Thủy Trình. Một hồng một xanh có. 72 ngàn. Rồi. Lên đơn cho em nha, mã 72 nha. 72 ngàn kèm màu mấy chị. Hoa dại hồng. Hoa dại hồng. Đen cho chị Ánh Hoàng. Có. Hồng cho chị Muội Muội. Lên hàng mình đi. Thủy Vi rêu. Thủy Vi rêu có. Chị Tiên Phạm ơi, chị bông hàng cho bên em rồi đó, chị cọc để đặt lại hàng nha. Nguyễn Em Ly Điên. Có. 72 cho Thảo Kim. Có. 72 rêu cho Thủy Vi. Có. Thu Nguyễn Điên. Có. Thủy Vi chị có rồi chị ơi. 72 ngàn, con to luôn. Mặt đẹp ha. 38 tới sấy kéo ok, mà 72 cho em. Ô là trời ơi, chị thấy không? Mẫu này cực kỳ xinh luôn đó mấy bà. Đó, form 38 tới 65 cân là mặt đẹp, chưa bao giờ em bán dưới 79 ngàn hết. Tại vì em lời có mấy ngàn bộ, bình thường em sale 79 thấy rẻ lắm rồi. Còn đây quốc 72 luôn. Ok chưa? 72 kèm màu hồng, đen và rêu. Chúc đơn. Em thấy chị cho chị Thùy Dương thôi. Xanh 72 cho Ngọc Hồng. Đó. Hồng Ngọc Nguyễn. Sĩ 60 nha, lại 72 nha. Sĩ 60 ngàn, sĩ nhanh đâu hết rồi hả? À, sĩ 60 thôi. 60. Rồi sĩ 60 lại 75 ngàn nha, à 72 ngàn nha. Nguyễn Thanh Vân đen. Rồi. Tệ Vân rêu. Rồi, để mình nhanh kiểm. Em đen. Có. Rồi, 72 ngàn kèm màu cho em. Hồng rêu và đen, 72 ngàn. 72 ngàn một bộ ngối như vậy nè mấy chị. Chia Thu sẻ Quy em. Phan Trần Hồng. Chia sẻ cho em cái đi là mua được 72 ngàn. Kim Yến 72 hồng. Có, đây này nha. 72 ngàn bộ luôn, bán trong may luôn. Cho nó hết nha. Rồi, hồng rêu Lưu đen. Lưu Thủy Hồng rêu. Hồng cho Ái Nguyễn, rêu cho Đồ Ra Hiêm. Có. Đen cho Quỳnh Quỳnh. Có luôn. Đen rêu cho Thánh Nhỏ. Có. Có đọc tên là có hàng rồi nha mấy chị ơi. Chị Lam Bảo cọc lạc giúp em nha. Nói gì vậy trời. Mỹ Dung một hồng một xanh. Có. Hạnh Phúc Đông Đài rêu. Có. Đen cho chị Ái Nguyễn. Rồi sắp hết luôn. Nhi Nhi đen hồng. Có luôn. Hello chị Ngọc Lan.
Rồi còn hai cái reel thôi em. Rồi bạn mới đi. Còn hai con. Ủa còn nữa hả? Rồi ok. Nhanh tay cho em. Kim Thúy chị có rồi chị ơi. Trần Hiền kèm số với em chị nha. Chị Văn Hoa Lê mua hàng kèm số với em. Chị Nhu Nhu mua hàng kèm số. Xanh xanh cho chị Ái Nguyễn có rồi à. Reo cho bạn, reo cho Trần Hiền. Có rồi. Đủ cho Hòa Bùi. Ai Hòa Bùi đủ hả? Dạ. Sĩ 60 lẻ 75 ngàn thôi mấy chị. Thật sự luôn. Sổ chị em đang mặc là xét nha chị. 99 ngàn em còn màu hồng. Rồi cho em 72 ngàn cái la này luôn mấy chị em. Bán cái bà đúng 72k. Thề mấy ơi những cái bộ nè. Nhìn cái vải nè, có xẻ tà và hàng đang hot trend chứ không phải hàng nào em về mẫu bán không được đâu mấy chị, không có nha, hàng mới luôn đó. Rồi, đây em còn rêu hồng và đen. Vân Hoa Lê một đen một rêu. Rồi. 72.000. Để nha, tiếp theo cho mọi người mẫu mới. Rồi. Nhanh tay Phạm Xuân Ninh mua hàng kèm số giúp em với ạ. Xuất sắc 72 hồng đen rêu. Rồi ok Lan, qua mã nè. Kim Thoa Nguyễn có rồi nha chị ơi. Rồi, mã nào nữa? Rêu cho Đặng Thị Kim Túc có 72. Nguyễn Hồng có Quế Thành một hồng một đen. Bên em còn hồng hết đen chị nha. Quế Thành còn một hồng hết đen rồi, còn hồng với rêu, hồng với xanh. Mã mới em. Mã mới, mã mới, mã tiếp theo luôn. Rồi mã đẹp đẹp. Ừ. Rêu cho chị Tình Úc ba có. Rồi còn hồng với rêu này. Rồi cái set này là hàng An Phạm đủ có. An Phạm còn hai rồi quá luôn. Rồi mấy chị ơi, An Phạm cọc cho chuyển khoản cho em chưa? An Phạm nãy cọc rồi. Không, chuyển khoản 6 triệu mấy tiền cái bill cũ đó. Bill phải chuyển khoản bill cũ nãy chứ. Rồi, mã luôn em yêu. Rồi mẫu này cho em là chất hàng loại 1 cho em, mọi người thấy cái mát em hết mẹ 72 nha mấy chị ơi, qua mẹ mới giúp em với. Mẫu này của cánh dơi, cái cánh dơi siêu xinh luôn. Đây mấy chị, tay như thế này nè. Tay hơi cánh dơi một tí, quần dạ nha mọi người nha. 50 bạn tay, 50 bạn chung. Rồi áo quần khóa kéo này kia cái nọ này, đẹp không? Xuất sắc luôn. Rồi em có áo nụm cái này đó thiệt. Cái quần là 100, em nhớ được em mua cái quần là 175 ngàn. Cái quần này đó mấy chị. Rồi ơi màu áo trắng áo nu. Mã nhiêu đây? Bò chị Yến mặc còn hồng nha chị ơi, 99 ngàn kèm màu. Áo trắng áo nu. Hả? Chị mặc mã bao nhiêu màu gì đây? Rồi anh tay cho em nè, có trắng với nu thôi. Rồi để em sale cho mấy chị 100 mốt luôn. Yến mắt còn hồng tình yêu ơi, hồng đẹp lắm. Rồi lên đơn cho em mã này 110 ngàn. Rồi những cái vải này 165, bây giờ em bán 110 luôn. 110 tính ra ra ngoài là không mua được cái quần luôn á. Rồi này sẽ cho em 95 ngàn nha mấy chị ơi. Lưng nè, lưng kiểu quần là lưng cao 2 tấc, 50 bản tây, 50 bản chuông. Cái set này là hàng thiết kế tầm 55-58 cân đổ lại là mặc ok la cho em nha. Cái cầu vai của nó mọi người để ý nè, set này mặc lên là rất là sang ha. Sẽ 95 lẻ 109 ngàn, 101 ngàn kèm đe, nu hoặc trắng cho em. Nô hoặc trắng nha. Rồi chốt đơn này. Hôm nay bên em like, ngày mai bên em sẽ chốt đơn toàn bộ nha. Một ri Thảo Duyên. Thảo Duyên một ri có 113 màu nô, gì 3 nô cho chị Thanh Long. Tập trung nha. Rồi 3 nô Thanh Long. Đủ 3 cho chị Thùy. Chị Thùy màu 3. Thế 95 đủ cho Nguyễn Nguyên. Từ từ. Thủy Trịnh một trắng một nâu. Từ Linh Hiền như một trắng một nâu nè. Rồi tiếp. Nghi em một nô. Nghi em nô Tam Thanh Toan trắng, trắng với nâu. Trắng nâu hả? Nâu 110, Trinh Lê màu 2. Em đọc cái gì vậy? Là em đọc cái câu chữ nó rõ ràng cho chị ngay coi. Rồi lại tiếp tục. Kim Anh là sĩ hả chị? Kim Anh là sĩ. Kim Anh lên đi thôi. Kim Anh 95 đủ 2. Đủ 2 là màu 2 Kim Anh. Có. Nâu 110 Huỳnh Thi Thi. Có. Nâu cho Mỹ Ngân. Có. Nâu cho Thanh Thùy. Có. Nâu cho Nguyên Bảo. Có luôn. Nâu cho Ngân Nguyễn. Tiếp nha. Rồi đủ cho An Phạm. Rồi hết nu nha, còn trắng. Em hết nu mới chị qua mà màu mới khác giúp em nha. Hàng nè, hàng này ra ngoài mua là 199 nha, là em hết rẻ rồi đó mấy chị, chứ không có giá 101 đâu. Anh em nói thật á, mấy chị nhận hàng thử đi mấy chị biết à. Tụi em còn trắng thôi. Trắng cho Thùy Dương 110 ngàn thôi. Trắng cho Thị Tiên à. Rồi 110 ngàn kêu bé Hà, bóc bé Hà vào đây. 110 ngàn thôi nha. Trời ơi cái bà áo nó đã mấy chị. Bà áo đã lắm luôn á, em cầm về mấy chị thấy nè. Chị nào mà được nhân viên đọc tên nha, chị nào mà được nhân viên đọc tên là có chốt đơn rồi, còn chưa được đọc tên thì mình nhảy qua màu khác giùm em đi nha mọi người, nếu lỡ có hết nha. Trời ơi mấy chị thấy form áo, form set nè.
199.000 luôn đó. Mà giờ em bán cho mấy chị thật sự, bán cho mấy chị đúng có 110.000 thôi. Trắng đẹp lắm, trắng quần đen rất là sang luôn mấy chị ơi. Lấy trắng giùm em miếng đi ha. Rồi ngày hôm nay mình được sale thì mình tranh thủ mình chốt ầm ầm đi, ngày mai em chốt đơn toàn bộ. Hôm nay mình sẽ dành ra một ngày live từ sáng tới tối luôn để cho mấy chị dồn thoải mái luôn. Sau đó thì ngày mai em sẽ chốt đơn cho mấy chị ha. Ok chị Duyên. Duyên Khánh Vy. Dần được tiền rồi, cảm ơn em nhé. Rồi chốt này. Hôm nay hàng mới Duyên quán lựa gì? Chị Nguyễn Thanh ơi, chị lấy màu gì giúp em với? Em còn trắng á. Rồi ok, em lên màu mới. Bé màu mới theo vào. Cái đầm body 89.000 về lại đó. Trắng cho chị Trần Ngọc Bảo Ngọc. Có. Xuất sắc không mấy chị? Rồi ở hàng. Hàng dày luôn mà bán 901 cái trời, thật sự rất là luôn. Tranh thủ nha, hôm nay tranh thủ lựa like rồi, chốt đơn nha. Để đây nha. Trắng cho Nguyễn Thanh. Có. 110k. Trắng 2 cho Thu Thủy. Thu Thủy 2 trắng có luôn. Ừ, còn đúng 2 con trắng, sale 110.000. Em còn 2 con trắng, mấy chị vượt em hết. Vượt em luôn đi, còn 2 con đó nè, 100 cái còn 2 cái thôi đó. Thấy không? Thấy bán ghê chưa? Bán quá rẻ luôn mà. Chị Thủy Tiên có rồi, đừng không bình lại chị nha. Xếp em mặc em còn màu hồng thôi chị ơi. Lấy thiệt là không bình cho em là 109 màu hồng cho em nha. 109 hồng là đang mặc nè mấy chị. Trắng cho chị Phạm Nhật Tảo. Đâu em thấy chị Anh Văn mà, em thấy chị mà. Ôi, em thấy chị mà, đâu có rồi đâu. Trắng cho chị Hình Ngân. Hết, bên em hết mã. 110 rồi mấy chị qua mạng mới với em nha. Rồi, đầm body mấy chị. Ok không mấy chị yêu. Rồi, bây giờ em tặng cho chị em nhà mình cái giá rất tốt luôn. Đầm này mấy chị nhìn cho em vải này. Em bán hình như cái mẫu này bán bao nhiêu cái ta? Chắc phải 300-400 cái rồi đó nhờ. Trời ơi mấy chị, cái vải này mấy chị nhận hàng cho em đi. Chắc chắn mấy chị sẽ quay lại tìm em tiếp luôn á. Cái phong đỉnh lắm. 109 hồng cho Út Thịnh. Tặng luôn 89.000 hai màu đen rêu. Anh Văn có rồi chứ đúng không nhở? Anh Văn có rồi chị. Có tên là chị gặp trong chị nghe đọc cho em mới chứ giờ hỏi thì em biết luôn á. Rồi bán tặng cho chị nhà mình 89.000 một cái đầm body phong dài như thế này ha. Cho mã vào tại vì hôm nay em biến sale mấy chị không cho mã vào, nhưng viên sẽ tính trong chị giá lẻ mất công. Đi vô luôn. Rồi cho em mã này 89 đen và 89 rêu kèm sổ. Em lên đơn cái này bán 350 cái rồi đó. 300-400 cái đó chốt luôn nè em ơi. Mấy chị không cần cho em là 89 kèm màu kèm sổ giúp em nha mấy chị ơi. Dài miên man nha. Dài tới bắp chân, dài tới đầu gối tùy dài qua đầu gối hoặc tới bắp chân tùy thuộc vào chiều cao của mấy chị. Như em 1m rưỡi thì nó dài gần tới mắt cá chân của em luôn á. Dài lắm ha. Rồi chốt luôn. Ra cho chị Khánh Vy, ra cho Xuân Trúc, ra cho Ngân Nguyễn. Đó. Đen cho Thu Ngon, đen đó. Cho Vy Vy. Đó. Reo cho Nguyễn Như Huỳnh, reo cho Ngọc Thảo. Đó. Trắng. Trắng gì? Trắng em hết rồi chị ơi. Rồi. Đen cho Phạm Nhật Tảo. Đó. Đen cho Vy Vy. Vy Vy như có rồi, đọc tên nhớ nha em. Đó. Rồi. Đen cho Candy Trúc. Rồi. Đang Khánh Vy reo. Đó. Đen reo 89 cho Linh Hoàng. Đen reo cho hai. Rồi, Linh Hoàng. Xét đang mặc 2 cho Thanh Long. Đang mặc 2 còn màu hồng thôi nhá. Trang tay 89 reo. Rồi. Rồi. Y lên fan reo. Ruby chương đen. Rồi. Nguyễn Thị Thanh Thúy kèm số giúp em nha. Mã màu Anh Vương 89 reo. Rồi, cái này tiền 89 đen reo xị 70.000 kèm số điện thoại số lượng nha. Reo cho chị Huệ Nguyễn. Rồi. Kim Anh 2 reo 2 đen. 3 reo. Rồi, 2 đen 2 đen rồi có luôn. Hà Vũ reo. Đó. Đen 89 cho chị Mỹ Hành. 89.000 xị 70 thôi. Nghi Phạm đen 89. Đó. Reo cho Hạnh Phúc đâm đầy. Đó. Long Nguyên reo. Đó. Đen cho Xuân Anh. Đó. Đen cho Thoa Kim. Đó. Chị Thu Hiền ơi, tặng bán bên em và còn tặng lại với em chị nha. Để Xuân Mãi trước nha. Rồi. 89 cho chị Hạnh Trần. 89 cho Ngân Trần. Hạnh Trần màu gì? Ngân Trần màu gì? Đen. Rồi hai đen có. Đen cho Ngọc Thúy. Có. Đen cho Mỹ Linh. Có. Rê cho Trang Võ. Bảo nhìn biểu kỹ, biểu kỹ nha. Hai màu thủy trịnh. Nhìn biểu thật kỹ nha. Thủy trịnh hai màu có luôn. Đôi đen 89 cho Xuân Anh. Đây. Xuân còn này không? Còn mấy đi? Còn rồi. Bên đây cuối cùng. Đủ 70 cho Hòa Bùi. Nguyễn Nguyên 72. Ngọc Thúy đen 89. Rồi có luôn. Nhìn biểu thật kỹ nha. Bà ơi. Mai Trương 109 xét hồng đang mặc có đó. Luôn. Rồi 89 rêu và đen em lên đơn liền. Quá xuất sắc rồi. Đẹp lắm. Cảnh báo là do đặt hàng mà không bắt máy á chị ơi. Bây giờ chị cọc đặt lại em chị nhá. Đọc bỏ kỹ, bỏ chậm cũng được mà phải xét chị Yến mặc đang còn màu hồng 109.000 giúp em nhá. Rồi 89 đen và 89.000 màu rêu nè mấy chị yêu ơi. Rồi. Rồi, con này cho em là còn 2 đen, 3 rêu. Rồi, 89 đen rêu. Em phải xét hồng đen mặc
2. Rồi em chỉ còn chút nữa luôn. Rồi lên cho em mã mới này. Hôm nay hàng đẹp lắm khách ơi. Hôm nay mẫu đẹp lắm. Hôm nay mẫu đẹp lắm khách nhá. Rồi set này em cho về lại rồi xin. Còn anh như mình 89 em còn đen reo nha mấy chị. Rồi 102.000 set. Sợi em để cho 90 luôn. À sợi Thủy Trịnh ơi. Em không đọc gì cho kỹ trước khi lấy hàng hả? Sỉ là mình comment mã sỉ cọc đủ màu. Nếu em muốn lấy mỗi màu 1, còn nếu em muốn lấy mỗi màu 2 thì em kêu em nhắn là đủ mã sỉ của mình kèm màu 2. Ví dụ mà lấy mỗi màu 3 cái comment là màu 3. Còn nếu mà em lấy mỗi màu 1 cái thì em comment là màu 1 hoặc là đủ màu thôi. Là như viên sẽ lấy ha. Sỉ làm bắt buộc mỗi mẫu phải lấy đủ màu, 10 mẫu trở lên được tính sỉ rồi nha. Trời ơi mấy bạn không đọc kỹ hả? Trước khi lấy hàng đi. Thật luôn á. Chị dâu tay bom hàng cho bên em rồi nè. Bây giờ cập đặt lại thêm nha. Chị Lê Thị Thu Hiền cảnh báo cập nói đóng cập lại giúp em nha. Sáng nay rồi ra vậy ta. Chị Thảo Dương reo. Sao đây miễn mặc còn màu hồng thôi à? Cách lấy chị không ạ? Chị Duy Nguyễn Hồng 109 đang mặc. Sao đây mặc là 109.000 còn hồng thôi à? Chị lấy của mình 109 hồng là có đơn ha. Rồi ok. Đen 89 cho Nguyễn Thị Thanh Thúy. Rồi ok. Chị chụp màu bill của trang bay để em kiểm tra cho mình nha. Khánh Linh Nguyễn Cầm hả? Dạ. Sao em thấy ha? Em đâu em thấy chị em chuyển khoản nhiều lắm mà đâu thấy chị đâu nè. Rồi, cái này từ từ, để em tí xíu em kiểm tra tiền của chị này coi thử có đem cho chị Lý Nguyễn. Rồi, mã nào? Khánh Linh Nguyễn không thấy tiền nha chị ơi. Chị khoảng bao nhiêu đây? Rồi ok mấy chị. Set này dễ thương lắm chị ơi. Rồi sỉ em để cho mình 90 thôi. Lẻ em để cho mình 109 nha. Nguyên set luôn. Một con áo với một con chân vải nha. Chân vải đây chân vải cấp A mấy chị thấy nè. Rồi 102 luôn nha mấy chị nha. 102 em có xám, cam, xanh. Xám, cam, xanh dương và xanh ngọc. Mấy chị comment là dương hoặc ngọc cũng được. Đừng comment là xanh không, em không biết lấy xanh gì nha. Rồi nó có 4 màu xanh ngọc như thế này mấy chị. Hàng thiết kế nha mấy chị ơi. Rồi 38 tới 55-56 cân đổ lại cho em mặc đẹp. Nhìn cái form áo nè mấy chị ơi. Đẹp đỉnh không? Nút bọc hết luôn nè mấy chị. Ô là trời. 102. Chân váy của mấy chị yên tâm. 55, 56, 58 ký là đều mang được hết á. Có lót quần ở trong. Khóa kẽ bên hông nha mấy chị yêu nhà mình. Rồi. Rồi. Ok vậy đặt đi rồi có gì tìm kiểm tra sau. Rồi 102 xám. Cam, xanh dương và xanh nước. Rồi chốt đơn đi em. Rồi qua lại mới. Sỉ cho em 90 nhá. Sỉ 90 kèm số lượng giùm em luôn. Sỉ 90 kèm số lượng giùm em. Xám cho chị Khánh My. Có. Xám cho bóc cho Khánh My chị nhá. Phạm Gia Anh. Rêu cho Vân Hilary. Có. Đủ cho Thanh Long. Lên hàng đi. Rồi 102 ngàn. Ủa rẻ dữ ra. Mà này không biết có lộ không mà sao rẻ gì hè. Rồi sỉ 90 lẻ 102 nha. Đầm bao điện vừa mới lên tắt thì xong. Vừa mới lên xuống mã xong luôn á. Thanh Long là sỉ sao mà nãy giờ được đủ quay em. Thanh Long sao là đủ ta? Ủa Thanh Long là sỉ hay sao mà lấy đủ không vậy? Em thấy bình thường. Em hồi nãy em nói chỉ cần của. Không phải Thanh đó, cái đó khác. Đó thì Trịnh Trịnh đó, còn Thanh Long là khác mà. Thanh Long cọc cho em 1 triệu đi lấy sỉ thì cọc 1 triệu còn lấy lẻ cọc cho em 500 liền đi nha. Rồi chốt tiếp. Thấm nhỏ hồng 102. Có 102 ngàn. Em có nhắn tin kìa em, chứ em phải cọc tiền chứ. Ủa mọi người tiền thì chưa cọc mà mọi người làm gì á. Mẫu 265kg có cam được mét rồi, trên 60 mới vừa chị nhá. Em cọc tiền chưa? Em cọc tiền chị mới tính sỉ, còn không là chị tính lẻ hết á. Cọc với chị chịu liền đi rồi chị chơi tiếp, còn không thì ngưng nha. Thanh Long bỏ lại đi từ từ, đã cọc đâu mà. Con tiền này người ta chưa cọc mà cho chút đủ kìa. Rồi 102 xám cam hồng. Xanh lên 102 xám. Có luôn, rồi qua mã này. Mã này sẽ 90 giúp em nha. Cọc liền đi Thanh Long. Rồi qua mã mới. Ok ok rồi rồi. Cọc với chị luôn đi. Làm tôi hoang mang quá. 65kg không vừa hàng nhà em đâu chị ơi. Mất công á. Mất công mặc không được. Bên em 55kg đổ lại thôi. Còn dụng mà những mở này mã nào mà nó to phong rộng thì mọi người sẽ được 60kg chứ không. Giận cũng dễ thương nữa trời. Đó là tôi chưa giận á. Nhà đó tôi bình thường á. Rồi mã này cho em sỉ 100 lẻ 115 ngàn mấy chị ha. Xét thể thao. Cái này là quần dạng legging ôm. Chất của nó là nguyên chất nguyên cả áo. Cả quần là chất rip nha mấy chị nha. Có túi. Nè bản quần sẽ như thế này. Rồi cho em mã này luôn là 115 ngàn bơ hồng nu đen đi cả nhà. Bơ hồng nu đen đi. Rồi lẹ làng liền cho em nè. À ờ cái set này nó thiệt với mấy chị luôn.
Năm ngoái bán nó quá trời quá đất luôn. Không bao giờ lỗ nữa. Xếp chị à, chị Thu Nhi ơi, kèm mà, kèm mẹ giúp em nha. Canh gì luôn? Xanh ngọc cho chị Mỹ Nương 102. Rồi, hồng, nu, bơ và đen. Cái này vải đẹp và màu cũng đẹp nha mấy chị. Cái cây màu của nó toàn những cái màu đen đen đi không ạ? 115 kèm màu luôn nha. Bên đây bán này là như là 130, 140 hay đúng không ta? Được thôi, sale luôn 115 cho hết. 115.000 sỉ 100 kèm số lượng lẻ 115.000 nha khách nha. Sỉ 100 lẻ 115.000. Xếp bơ 102 cho chị Thu Nhi. Có. Xếp đô 115 cho chị Hằng Thanh. Có. Đen xếp thẻ thêm một Thu Nhi ơi. 102 không có bơ, có xanh ngọc, xanh nước, hồng và màu xám thôi. Thu Nhi con mình lại đi ạ. Đen cho này chị là 115 mà. Mỹ Nương 102 xanh ngọc. Rồi ok. Cái gì? Hoa Nguyễn đen xếp thẻ. Rồi tiếp. Anh Văn Đỗ. Anh Văn Đỗ. Bơ cho Hoa Trần. Rồi lên hàng nha. À xếp bơ, xếp bơ 105 cho chị Thu Nhi. Lên hàng, lên hàng. Rồi, cái gì? Xếp bơ 105 115 cho chị Thu Nhi. Thu Nhi rồi ok. Won won 115 nu. Có. Một ray chị Thùy. Đây một ray có. Xếp thẻ thêm 115 màu bơ cho Ngọc Ngọc. 115 bơ. Nu đen cho Nhi Lưu. Bơ nu đen. Chị Phan Trường ơi, chị lấy mẻ nào kèm mẻ giúp em nha chị ơi. Hai bơ à? Lên hàng đây. Đơn hôm qua đã gọi trước đơn là đi đơn rồi nha mấy chị ơi. Hết bơ, còn nu hồng. Còn nu hồng thôi, nu hồng đen. 115 còn nu hồng đen thôi, khách nào nhanh thì mới có. Hàng này không có hàng lại đâu mấy chị ơi. Em cọc rồi. Rồi ok, Thanh Long cọc rồi, để hàng Thanh Long đi chị ơi. Thanh Long ơi, sửa ID em. Nhớ vừa sửa phần bình luận là khách sĩ nha. Rồi biết không biết đó. Rồi Thanh Long comment mã sĩ của em. Ví dụ chị đọc mã sĩ 100 thì em comment là 100 kèm đủ nha. Còn cái giá lẻ của khách lẻ thì comment là lẻ của mình riêng, chứ đừng comment lộn xộn là bị sai mã nha khách ơi. Rồi mã này em sale cho mấy chị 115 ngàn. Cái khóa kéo là khóa kéo inox luôn á mọi người. Cái màu hồng này ở ngoài đẹp hơn trên line rất là nhiều. Tại vì trên line nó sẽ bị kiểu như nó sẽ bị chó cái màn hình lên ý. Rồi chị Thái Vân chụp qua fanpage em cho nhân viên kiểm tra rồi đổi hàng cho chị nha. Rồi 115 ngàn em còn hồng, đen và nu. Hồng, đen và nu. Còn hàng bên 115 kèm màu giúp em nha mấy chị ơi. Hồng, đen, nu nhá, 3 màu. Sỉ 100 cho em kèm số lượng nha sỉ ơi. Ờ đây bỏ qua đi. 65 kg không vừa hàng bên em nha mấy chị ơi. Bán nhiêu nữa? 102, 100. Rồi nhanh tay cho em nhé, 115 đen hồng đen luôn. Đen 115 cho Phan Trường. Rồi có hai đứa thì Nhi tập trung qua đây. Rồi đó. Đen cho Đặng Thu. Đó. Đen nu cho chị Nguyễn Thị Thanh Thúy. Rồi tiếp tục cho mấy chị một cái set. Lúc nào em tính mặc set này nè, nó cơn quá trời luôn. Đẹp không mấy chị? Xỉu ngang nha. Chất của nó là chất kaki chất gì chứ không phải là chất cô tâm rồi gì đâu mấy chị. Chân 750 bạn tây 50 bạn chung. Có chị Thu Nhi ơi, đổi qua màu khác giúp em nha. 115 bơ chị hết rồi ạ. Em đi hàng rồi anh Vân ơi, đi hồi nãy rồi, đi hồi sớm rồi mấy chị. Chuyện khoảng sớm em đi sớm hết à, em đâu giữ đâu, chút hết thôi. Chưa 115 chưa? Kha Viên Hồ Nguyễn Thanh Thúy đó chút hết à. Tặng Thu chút chưa? Ủa nó ở đâu vậy? Tặng Thu em đi mấy chị đi. Đặng Thư có không? Đặng Thư 115 đen có không? 115 Đặng Thư đen. Rồi chị mặc bao nhiêu? Chị mặc là giá 109 còn hồng. Để tao hồng cho Ngọc Ngọc dùng đơn có nè. Ngọc Ngọc hồng. Rồi mã này cho mã đi. Rồi mã này em bán cho chị đúng trong line này 101 luôn mấy chị. Đó, rồi hồng cho Thủy Mai Ngô. 102 xanh nước Đinh Nguyệt có luôn. Rồi lên đơn cho em mã này luôn, mã 101 mấy chị ơi, sẽ 95. Chân vải cấp A áo bèo như thế này nha, dạng vải sơ mi á mấy chị. Có màu bơ, màu hồng và màu trắng. Bơ hồng trắng 110.000 kèm màu cho em luôn. Sẽ 95.000 kèm số lượng cho em nhé. Trời ơi, bộ này hả? Vải đẹp lắm mấy chị. Đủ 295 khi nào chị báo tốt thì hãy tốt. Dạ. Con lấy màu gì? Bơ hả? Trắng hay bơ? Bơ với trắng. 95.000, sẽ 95. Rồi, bơ hồng trắng. Trời ơi, vải này đẹp mê luôn mấy chị, rất là xinh nha, rất là xinh luôn nha khách yêu ơi, hồng. Rồi 115 là mã thể thao, còn mã này là 101 trắng, 101 bơ và 101 hồng. Sỉ 95 cho em kèm số lượng, em lên đơn luôn, chốt đơn lên hàng. Lên hàng đổ hai cho chị Thảo Duyên. Thảo Duyên trắng cho Thanh Long ba. Từ từ Thanh Long phải lấy đủ màu, nói rồi vừa nói xong tắt cái nhạc luôn đi. Ủa ta vừa mới nói xong khi nãy xong luôn á, sao vậy trời. Rồi anh Biêu Thanh Long lấy đủ màu cho chị nha em. Đủ cho chị Thủy Trần. Ha. Nghe không, nghe nói không? Biêu Thanh Long sỉ là đủ màu. Rồi. Chị Trần đủ chị.
Chân váy Úc có lắp quần. Rồi tiếp. Đờ ma him trắng. Trắng cho linh hoàng. Có luôn. Cami chốt trắng. Một rây chị Thùy. Nhạc luôn là yên tĩnh nè mấy chị. Rồi tiếp. Trắng cho Vivi. Cami chốt trắng 115. 115 là cái gì không có trắng. Nhớ mã cho em. 115 thì có trắng. Phạm Nhật Tảo có rồi. Rồi. 95 đủ màu 2 cho Kim Anh. Kim Anh màu 2 có luôn ạ. Anh thêm bùi 110 hồng. Anh thêm bùi 110 hồng có luôn. Hàng Thanh Bơ. Hết trắng nha em. Lưu Thủy Hằng Bơ. Nghi em đổi màu giúp em, bơ cho Phương Thủy. Rồi. Chị Nghi Phạm đổi màu giúp em nha. Trắng đủ, đủ cho Thanh Long. Thanh Long bỏ đủ rồi. Thanh Long này thì bỏ nãy rồi. Rồi, nhanh tay chị. Cami Trúc đổi màu giúp em nha. Phương Thủy có rồi chị ơi. Áo trắng bơ cho Phương Nguyễn. Bơ hồng có. Cho Yên Di. Có, bơ hồng. Bơ cho Bích Phượng. Có. Nhanh tay chị em khách ơi. Còn chỗ này xinh quá trời. Cương Nguyễn ơi, tập trung nghe đọc tên giùm em nhé. Cương Nguyễn em vừa đọc rồi đó chị ơi. Vừa đọc đó thôi, em vừa mới nghe xong luôn á. Mình tập cho mình nghe đọc tên là mình có đơn à. Mấy em, mấy chị không bình là trắng 110 đổi màu giúp em nha. Em còn hồng với lại bơ mấy chị. Trường hợp đó phải nói là những chị nào chưa nghe đọc tên thì đổi màu. Em nói như vậy người ta đổi màu hết á. Sao em kêu là chị nào lấy trắng thì đổi màu. Tôi tưởng bị gì thì đổi màu. Rồi cho em 110 bơ, 110 hồng. Chị Trần Nhân Hoa mua hàng kèm mà số thoại với em nha. Mã màu kèm số đọc cái bài ghi bên dưới giùm em thì chốt lương được ạ. Rồi hồng cho Kha Viên Hồ. Có nhiều lên. Rồi đẹp không? Em nói thiệt đó, bạn đẹp lắm. Bơ hồng 110 nhá. Rồi qua mã nè. Trần Nguyễn Phúc bơ. Đó. Đủ hết. Cho Hòa Bùi. Hòa Bùi còn 2 hồng. Rồi vải đẹp nặng trịch luôn á mấy chị. Còn 3 hồng. Qua chị mã. Nguyễn Phương ơi, hết bơ rồi đổi màu cho em nhá. Còn 3 hồng. Hồng cho Cam đi chút. Đó. Rồi hồng, hồng cho Trần Nhung. Hết. Rồi quả mới giùm em luôn mấy chị ơi. Em hết mã 110 mấy chị ơi. Trời ơi, cái bộ này em nói thiệt em có 20 cái mà em tất cả mang mấy chị ơi. Em đặt nhiều lắm mà về hàng kiểu này nè. Đó. Em hết mẹ 100 rồi, nó xinh lắm mấy chị, nó rất là xinh luôn. Mà em báo giá là bật ngửa này, 89.000. Trời đất ơi, 89.000 xì lẻ bằng nhau luôn giùm em nha. Rồi 89.000 em có trắng, hồng, nu, đệ rêu. Dễ thương lắm. Em dư sơ là cũng thấy rồi đúng không? Áo form rộng nhá. Rồi, nu nè, mẫu này xinh lắm các. Hồng với rêu. Rồi như dùng chị cái mã này nha. Mã này em để 89.000 khách luôn. Chị nào chốt nhanh thì có hàng nha. Tỷ lệ bằng 89.000 kèm màu giúp em nha mấy chị ơi. Rồi 89.000 kèm màu ạ. 38-60kg là mọi người mang ok like cho em nha. 38-60kg là mang ok hết. Rồi quần nó là dạng quần len gân form co giãn nha mấy chị ơi. Dạng đó là quần len gân form co giãn. Cái mạng nó cứ lắc lắc cái gì á. Rồi chút nha. 89 anh Văn Đỗ. Anh Văn Đỗ 89. 89 đổ cho Kim Anh. Có. Rêu 89. Đen 89 cho chị Nhung. Đen rêu 89 đen. Rêu 89 Hà Vy. Ấy. Nụ hồng cho Hồng Duyên. Từ từ. Đợi em một tí xíu nha chị ơi. Thanh Thi 89 trắng, một hồng một trắng cho Thủy Trần. Y lên sang hồng. Chị Giao Duyên đổi màu với em nha. Chị Hồng Duyên còn nu. 89 trắng cho Linh Di. Linh Ly. Nu hồng cho Hồng Duyên. Mấy chị không bằng trắng mà em chưa đọc tên thì đổi màu giúp em nha. Em hết trắng rồi còn nu thôi nha mấy chị. Bất Ngân nu. Còn hết luôn hả? 89 em hết, mấy chị Ngân bại 89 giúp em nha. Rồi mã mới nè. Rồi cái mã này là hàng thiết kế nha, dành cho chị đã đi tiệc đi ơi rồi mấy chị ơi. Rồi 50 bạn tây, 50 bạn chuông giùm em nha mấy chị. Đó, chân váy tennis.
Ê, mã 895 mấy chị ơi. Mã 895 có 20 rồi, em hết hàng rồi đó. Để em coi có bị sót và có bao sau không. Chị sâu sâu nguy hiểm bên em rồi, chị cầm bằng lẫu với em nha. Chứ bao này về là về có 20 của mấy chị. Rồi, cái set này thật sự với mấy chị em nhà mình luôn. Em để 130. Thôi, sale luôn nha. Chị sale luôn ơi, mã đen 89 bên em không có đen nha chị ơi. Alo, bên em không có đen đúng rồi. Sorry mọi con em nó mới đọc nó ngáo ngáo nha mọi. Rồi có mút ngực, tay bo phòng, cầu vai rất là đẹp luôn. Cái cầu vai làm cực kỳ nét luôn, mấy chị thấy không? Rồi, để giá trong chị ngày hôm nay sỉ cho em là 105, lẻ cho em 119.000. Khóa kéo bên eo hông cho em như vậy. Em nói thiệt á, cái áo này em không nói tới nó quá đẹp rồi. Cái chân váy thôi nè. Chân váy bình thường bán cho mọi người 99.000 đúng không? Nhìn cái form chân váy tennis của mấy chị nè. Có thể tách nó mặc riêng với bất cứ cái áo nào cũng được hết. Bản chun của nó cực kỳ đẹp luôn, khóa kéo nằm đây. Có lót quần nha. Rồi 119 em có đen và nu, hàng thiết kế chỉ đúng hai màu thôi, không có nhiều màu như là hàng thường em may đâu mấy chị. Hàng này hàng em nhập quá. 119.000 đen và 119.000 nu. Đen 89 cho chị Hòa Vy. Đen 89 còn cái. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi, cái vải chân váy nó đá gì đâu nè. Đen 89 em còn một cái á. Hàng xịn đó mấy chị. Rồi lên đơn cho em nè. 119 nu và 119 đen nhá. Trời ơi vải lót nè. Hàng xịn nhìn nó khác liền à. Rồi khóa kéo bên hông nha. Rồi 55-58 cân đồ lại mặt đẹp. Rồi 119 sỉ 105. Sỉ 105 kèm số lượng lẻ 119 chút đơn. Thảo Duyên đổ đen cho Kelly lớp muối. Chị Kelly lớp muối mà mới đi đơn hôm qua. Chị cọc ở bên em nha để đi đơn mới. Nhi Phạm đen, Vân Haley đen 119.000 cho em luôn. Lê Thị Mỹ Duyên nu đủ 3 cho chị Thùy. Đủ cho Phạm Thanh Thúy. Trời ơi, xuất sắc không mấy chị. Cái mẫu này hả, em bán bên đây bán 130-140 hết. Tại vì hàng em nhập thì nó cao mọi người. Trần Hiền Rêu 89. Trần Hiền Rêu. Y Lên Phan Đu 119 nha. Anh Văn Đủ. Bye bye bạn. 119 cho Thiên Lý Nu. Có, rồi. Nu cho Thu Phương. Có. Bài ước. Đen cho Kha Viên Hồ. Rồi. Gia Bảo Ruby Đen. Rồi. Ngân Kim Nu. Đẹp không? 119.000 thôi cả nhà mình ơi. Rẻ lắm luôn á. Mẫu này phải chốt lại làng gặp em. Chị Thiên Lý có đây chị nha. Trần Bảo Ngọc đen. Hoa bùi đủ không? Phải đập nhớ chứ. Có trăm. Có 119.000 à trời à. Học chị Trần Bảo Ngọc ơi có rồi mình đừng không mình nữa nè chị nha. Nuôi cho chị Nga Nguyễn. Rồi hết rồi chị. Rồi xuất sắc. Hú hồn chim én chưa trời. Rồi 119.000 có sẵn mút ngực cho chị em nhà mình nha. Hàng thiết kế của nhà em đây. Cái này em nói thiệt, về cái áo này nếu mà mấy chị đã có quần suông, đã mua bên em quần suông rồi thì mình cứ mặc quần suông thôi. Tại vì cái áo này mặc với lại quần ống suông cũng cực kỳ sang nha cả nhà mình nha. Đó. Rồi mấy chị nhìn khó kéo bên hông. Mà vải chích eo nè. Đường ly chích eo cực kỳ nét luôn. Mà chân vải em đã tâm đắc nhất là cái chân vải này luôn á. Tại vì hàng thường em bán 65.000 nó không đẹp như vậy mấy chị. Hàng người ta mà hàng thiết kế hàng đắt tiền nó khác, nhìn nó khác bọt liền. Rồi con này cho em là nguyên set 119.000 5558 cân lại nhá. Nu đen và cho chị Trần Nhung. Đen. Mã tiếp theo. Nu và đen nha mấy chị ơi, hai màu. Về tách rồi hai cái mặc riêng cho tôi. Cái này mặc với quần ống suông nó sang lắm, đi cưới đi tiệc ok nè. Còn chân vải thì mặc với cái áo khác cũng được nha. Rồi còn nếu mà kiểu mình gu dễ thương á thì mặc nguyên set này. Còn gu mà sang sang là lấy áo này mặc với quần ống suông, lấy chân váy này mặc với áo thun hả nha. Rồi mặc riêng ok hết. Nô chị hồi Dương Y Nu. Y Nu chứ. Y Nu. Rồi thì các em vú lần đầu bỡ ngỡ nhanh tay. Ồ đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Rồi nhanh lên em ơi. Cái gì mà sao rối ràng vậy mấy đứa? Con này nè. Thảo. Rồi. Số tay rồi không để không báo lại mà đi luôn rồi không kia. Không luôn. Cái này nay chung cập nhật. Lấy mấy tiền chút tiếp đi. 19 đen cho Mai Nguyễn. Đó. Lưu cho Xuân Anh. Đó. Đen hồng đổ. 119 nha, quá đỉnh rồi. 119 nô, 119 đen em nó mấy chị ơi. Rồi qua mã nha. Để coi. Xếp chị cũng bụng. Còn hồng. Còn hồng á chị ơi. 109 chị cũng bụng, 109 còn hồng ạ. 109 còn hồng á chị ơi. 109 còn hồng.
19 đâu chị Marzi Nguyễn. Có. Rồi cái set này là hàng, mọi người thấy hàng nè. Rất là đẹp nha. Cái đâu có dư đâu em. Cái này chút hết mà. Rồi mã này em sale luôn cho mấy chị em nhà mình luôn. ABC nhà mình dày lắm, rất là dày. Mày có 20 mã nhiêu nha. Trời ơi. Hôm qua em nhớ là em có like, hôm qua em kia em có like cho mấy chị rồi. Rồi em bán luôn 120. Rồi mai đợi em xíu đi em. Hàng loại 1 cho em ý nha. Ở phía sau là cục nơ ngang vai cho em mấy chị thấy không. Ủa? Nó sẽ có 2 tầng cột, 1 tầng ở dưới, có khóa kéo luôn nha, 1 tầng ở trên. Con này sẽ cho em 105, lẻ cho em 120 ngàn. Bạn nãy tại mới đọc á, mấy chị thông cảm. Nhân viên mới đọc á. Nè mấy chị ơi, đỉnh không? Chị cho em mượn hợp em. Rồi, đen. Đen cam nhạt, cam đậm. Cái này bữa trước nó có về một lần mà nó bị sót lại hai cục này. Em vẫn giữ giá sale cho mấy chị thôi. Ok, nhanh tay cho em, xỉ 105, lẻ cho em 120. Quốc đơn này chết lắm. Xét chiến bọc là 109 ngàn, còn hồng mấy chị ơi. Còn đẹp hồng. Ha, đẹp đi luôn. Để em cho về lại tiếp, chốt đơn, 105 xỉ. Cái gì á? Nè, thanh long đủ. Phát ra vô lại đi. Thanh long đủ, thủy trạch đủ. Đi kiếm đi cái này à. Thảo duyên đủ chứ. Rồi, thanh long với thủy trạch nè. Thủy, thảo duyên đủ. Thảo duyên đủ. 120 đen chị Cẩm Tú. Có mình đen. Mã giùm em nhỉ? Cam đậm cho chị Hằng Lê My. Có. Thêm mã em chị nha. 120 Trần Hiền. Trần Hiền đen. Xanh chị Hiền Lê. Có. Xanh lại chị Quỳnh Chi. 120k. Đủ 2 chị Kim Oanh. Rồi hết xanh đen. Còn cam nhạc cam đậm. Đủ 2. Còn cam nhạc cam đậm thôi. Rồi còn cam nhạc thôi đúng không? Cam nhạc Châu Lâm. Rồi còn cam nhạc. Cam nhạc Lê Ngọc Như Quỳnh. Trước trả tiền thôi. À, Nguyễn Thị Ngọc Trân. Bây giờ em còn cam nhạc. Còn 2 con cam nhạc. Kim Ngọc ơi, bây giờ em còn cam nhạc. Xuân Cam còn cam nhạc. Trời ơi, còn cam nhạc cho mấy chị ơi, mấy chị chứ đục tên quá đổi. Tuyệt vời rồi. Cam nhạc chúc Phương Lê. Còn một con cuối cùng lấy luôn tôi cái trời. Tay giùm em mấy chị ơi. Đỉnh nha, con này bán 120 ngàn. Cam nhạc đang bị sướng thế. Bán 120 ngàn về nhận hàng nhớ cho, nhớ chụp review, nhớ chụp feedback cho tôi nha trời. Nha. Tụi em thấy đâu luôn á. Cái mẫu gì mà đỉnh chót rồi. Chị em đặt số lượng á mấy chị nhưng mà nó về không kịp. Còn đâu, còn đâu. Cái này em về nó lò chả nó bị rớt á mấy chị, nghe hiểu không? Cho nên là nó mới có ít vậy chứ còn. Ủa cái này là gì đây? Còn tiêu vai cấp A nó có tiêu vai cấp. Rồi rồi, đợi tôi tí. Đâu chỗ đó. Tại nãy giờ đó. Đó đó đó. Hàng lô đợt này về toàn hàng đẹp thôi mấy chị. Tiêu vai cấp A nha. Chị lên một can trước đi. 120 em hết ạ. 120 em hết. Em mua 2 bộ đó bên chị đừng lắm, cộng với chị Bảo Khang. Cho em xin 1 phút. Nghe anh ơi. Có hả? Ôi sao rồi, sao rồi? Bỏ qua một bên để chị tìm cho Nhi. Chị tết chị ấy, tìm ấy. Sao? Mấy chị để nên. Em tí nhờ, đợi em tí ABC nhầm em mấy chị ơi. Em đang live xem đi, xem xong được. Em muốn hỏi nó. Đừng vấy đi, em có nhưng mà để em còn không. Chị đang live nè. Ồ, coi xử lý cho em luôn với. Chứ này đáng lẽ ra phải xử lý từ đâu chứ nhờ. Nha. Lên 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 coi em thử đi. Nha nha. Ok. Làm nhà, được làm nhà đó, thuế má. Tự nhiên bây giờ lô thuế má ra biết gì nó. Đang mang là nguyên set 109 em còn hồng. Trời ơi, 109 em còn hồng. Cái set này rất là đẹp luôn mấy chị, hàng Zara luôn giùm em. Rất là đẹp luôn. Rồi. Ừ. Đã đẹp lắm. Ủa nãy chị dục sao còn đi. Ờ tao dục đủ mà. Mày in bill có dục không? Không, có mấy người mà sao mình. Thì đúng rồi, có mấy người cũng biết luôn. Đủ rồi. Rồi, cái này là một con chuẩn bay cấp. Một cái áo như thế này. Coi lại. Hàng xịn nha. Cái mẫu màu 2 á, tôi từng hơi bỏ cái rồi. Như thế này, set nó như vậy nè mọi người. Sáng nay em không mặc ngực cổ ghê á. Đó. Cái mẫu màu 2. Set như vậy nha mọi người nha. Chất bô rip nguyên set, đẹp đỉnh không mấy chị? Em nói thiệt luôn, cái vải này về nhận hàng mà xấu cứ trả về em đình thì gấp đôi luôn. Quá đỉnh, bán giá chống chị hôm nay là 95 lẻ 101. Cái giá gọi là thật sự luôn một. Duy nhất một ngày này thôi nha. 101 ngàn màu cam đất, màu rêu, màu đen, màu hồng, 95 kèm số lượng. Lẻ cho em 110 ngàn kèm màu, 38 tới 58 cân, 56 cân đổi lại mặt đẹp. Ok là chưa mấy chị? Rồi, vải rip luôn, vải gì á mấy chị? Nói chung nó đẹp hơn rip luôn, nó mát hơn rip rất là nhiều ha.
Rồi. Ai bảo yêu đó? Đang mang là 109.000 nguyên set đó chị ơi. 110.000 nè. Bên hàng đi như. Rồi 110.000 đen ăn đen hồng rêu. Nguyễn Duyên cảnh báo cọc đặt lại nha. 110.000 hết ơi. Lẻ 95 lẻ 110. Sĩ 95 lẻ 110 đổ chị Uni Hoàng. Rồi. Một ri cho chị Thúy. Đang bận là nguyên set nha mấy chị ơi. Áo đẹp ra với quần nhỏ 109 còn hồng. Hồng 110 cho bé đen. Nguyễn Duyên cọc đặt lại. Lan Ngọc ơi, chị lấy set điện thoại set đang lên đúng chơi đúng thì mình comment là 110 đen cho mẹ đi chị ơi. Đen, đen với đen chị thương thương. Đen hồng 3-4 màu nè. Trời ơi đẹp thật sự luôn. Cặp này nó mất kia. 110.000 mất chưa? Hồng với xanh. Có, hồng xanh. Cái chị lưu luyến. Có. Cam thiên lý. Đẹp lắm 110k. 110 đen cái Thủy Vy. Có luôn. Đầm xanh bơ là cái gì ta? Đầm xanh bơ là cái gì? Hàng gì anh? Đen cho Hoài Anh. À, anh ấy nhận tin qua số điện thoại do em chuyển khoản cho anh nha. Nghe đọc tên là có, còn chưa đọc tên không có chị ơi. Bộ đẹp quá luôn nè, 110 nè. Lan Ngọc ơi, chị lấy set đăng lên đúng không ạ? Đúng thì mình comment giùm em là đen 110 kèm số nha chị ơi. Đen 110 kèm số này, bông màu cho coi đen luôn. Đen 110 cho chị Lan Ngọc. Đó. Cam chị Kha Viên Hồ. Trời ơi, màu này đẹp quá khủng ơi. Set đẹp quá. Cam Thủy Tiên. Cái này áo bị mất gì đó ha? Set đang mang, set đang mang còn hồng thôi. Do em nhỏ xương á mấy chị. Set đang mang còn hồng thôi, chị comment giùm em là đang mang hồng kèm số đi Phương Thảo ơi, chứ hết bơ rồi. Chân vải cấp kèm áo này trời, cái set nó xinh không? Màu rêu trắng bóc luôn á mấy chị. 110.000 rất là rẻ luôn á. Sĩ 95 lẻ 110 em lên đơn nha mọi người ơi. Để coi chân vải có lót quần không? Trời má có lót quần luôn nha. May đúng tâm lý luôn á, có lót quần luôn. Chị lấy lên đơn nhanh cho em. Rồi đen với hồng nữa là này em khỏi phải bung ra hè, em bung ra luôn. Thêm xanh đi chị bé đẹp. Không like, khoái ngắm bà Yến hả? Cảm ơn chị Minh Minh nha. Sẽ đang bận hồng với chị Yên Trâm. Rồi. Tay cho em. Xanh rêu chị Kha Viên Hồ. Có. Vải đẹp lắm. Con xanh rêu chị Phương Thảo. Vải bô rít nha. Đủ chị Kim On. Vải bô rít cho em nha khách yêu ơi. Vải này em nghĩ là nó mấy chị mặc chắc không biết khi nào nó mới giãn được luôn á. Tại vì hàng rít của nhà em là hàng xịn. Là cái vải hồng gần như đắt nhất rồi. Rồi cho em đen hồng rêu và cam. Rồi nhanh tay cho em. Mã mới nè, hôm nay toàn hàng thiết kế thôi. Chị nào mà muốn mua hàng thiết kế sẽ đi tiệc này kia thì hôm nay được nhanh nha. Thêm đổ chị Uni Hoàng. Đen cho chị Kim Thủy. Không thân vào chứ. Thấy không thân đen cho Hân Hân. Rồi. Một vải đẹp quá luôn. Rêu cho chị không cần. Ủa chị rêu cần mới chốt con. Má ơi luôn nè trời. Cái hồng cho Thơ Mai. Vải này hiện tại là 110 em chỉ còn hồng với cam thôi chị ơi. Vải này mấy chị Nhi Phạm à? Với lại là Ly Thình ơi, bây giờ hiện tại còn hồng với cam thôi chị ơi. Hết rêu hết cam đi nào. Rồi ơi cái bộ nó đẹp mấy chị ơi. Trời ơi bộ rẻ dưới ta. Có 115.000 hả? Sĩ trăm nha mấy chị. Hàng chất. Hàng này là hàng loại 1 dùm em. Hàng này hàng 165.000 của những cái bạn hot girl đang hiện tại đang like luôn. Tại vì nó là mẫu mới nhất. Và em Yến để cho mình cái giá tại like ngày hôm nay chỉ có giá 115. Rất là đẹp nha. Phong quần nè, gửi cho em phong quần của mấy chị nè. Bản chôn, khóa kéo, like quần đều rất là đẹp luôn ha mấy chị ơi. Đó. Sĩ cho em chờ trăm, lẻ cho em 115.000 kèm số điện thoại mấy chị ơi. Nhận được hàng rồi em ơi. Đẹp quá nè, cảm ơn chị Ngân Đình Đình nha. Rồi, một màu duy nhất chốt lẻ cho em. À rồi, comment cho em là nu hoặc là cam nha. Nó có hai màu cho chị em nhà mình lựa chọn, cam nu. Trời ơi má đẹp quá trời. Nó có hai màu thôi nha khách ơi, sĩ nào lấy thêm comment thêm giùm cho em nhỉ. Quá. Có hai màu thôi, 15.000 nu và cam. Đủ chị Thanh Long. Đủ Thủy Trịnh. Đủ Phạm Thanh Thúy. Nu cho Thắm nhỏ. Nu cam hai màu, quần trắng quần nu em. Rồi cam nu không em? Bỏ nu lên nó thành nu đi. Rồi, không có cam, có quần trắng là cam. Còn nu là quần nu, hiểu không? Ừ. Chia làm hai màu đi, bỏ qua nè. Nhanh đi Nhi, chia làm hai chồng đi. Đâu dễ. 115 cam nu, chốt đơn lẻ cho em nè. Từ từ đợi. Đủ chị Phạm Thị Thanh Thảo. À, Nguyễn Thị Thanh Thảo. Đủ rồi. Rồi đi. Đủ hai cho Kim Anh.
115 ngàn. Coi thử đi Kim Anh nó ra không kì. Kim Anh đây. Đủ 3 chị Thảo Duyên. Đẹp không mấy chị? Trời ơi, không chơi cầm cái lửa mũi dục đâu quá. Đúng Thanh Long sẽ mở cho em. Trời ơi mọi người thấy không? Ờ Thanh Long ơi, hồi nãy chỉ có một lần đủ rồi, bây giờ con mình 100 đủ 2 là mình lấy thêm 2 hay sao chị ơi? Con mình lại giùm em là thêm nha. Thanh nhỏ hình em chút nâu rồi, chị lấy thêm, con mình cho em dịch thêm nha. Tại em sợ lấy lộn mất công. Rồi. Màu 2 chị Anh Văn. Anh Văn màu 2. Cam Trần Hiền. Cam Nhi Phạm. Nâu chị Mai Trương. Cam cho bé đẹp cọc cho em chứ chị ơi. Bộ màu 3 chị Uni Hoàng. Uni Hoàng màu 3. À từ từ, nu 3 set là sao ta? Để lấy nu 3 set thôi. Được hả? Nu 3 thì lấy cam 1. Lấy nu 3 thôi. Nu 3 cam 1. Nu 3 cam 1. Cam 1. Em ơi Biu. Nu Lan Ngọc. Biu Uni Hoàng lấy cam nu 3 cam 1 nha. Thêm một cam cho để tính giá sỉ cho bạn. Rồi 115 ngàn nu nè. Nu cam ngọc. Nu cam ngọc rồi. Bà lộn nuôi Lan Ngọc. Bà lẻ cho em ơi. Bà lẻ cho em đi là ra số lượng sẽ. Bây giờ hiện tại em còn nuôi em hết cam ạ. Cam còn 1. Cam chị Nguyễn Phương. Mà tiếp theo nu cho chị Bùi Ngọc Anh. Nu Bảo Chi. Thư Surinu. Cẩm Tú. Cẩm Tú nu. Nu Như Huỳnh Nguyễn Thị. Lấy cái lấy cam của bò nó. Còn em được mấy màu lạ bên kia đi. Còn cam nu luôn, còn cam nu. Cam như Trần Hiền. Rồi xong. Nu cho Nguyễn Thị Ngọc Trân. Cam Ngân Kim. Nâu. Nâu là nu đúng chị Hồng Tâm ơi, đúng thì mình con lại một là nu hai là cam giùm em đi chị ơi. Thanh Long hồi nãy nói Thanh Long là thêm được mẫu màu 2 đúng không? Rồi Thanh Long thêm mẫu màu 2 đi em. Khách lẻ đời khách sẽ cũng con mình, khách lẻ con mình đủ giùm em đi. Đỡ con mình hàng 2, con mình một lần thôi. Là em không dám đọc có mấy chị mất công dư á. Còn nghe. Dạ em hết rồi. Mã này em hết rồi, mấy chị qua mà mới. Mai mai hình như mình bị ẩn của mình rồi sao em không thấy. Trần Huyền là có một can thôi. Bớt một đường chị đi. Rồi ok mai mai em trừ cho mai mai nha. Cái set này em về thêm cho mấy chị nó đẹp quá luôn mà. Đẹp đỉnh luôn mấy bạn, mấy bạn. Vải xô này. Vải thô này á mấy chị nhận hết chưa? Cọc rồi nha chị. Ok bè đi. Rồi mấy chị ơi. Mã gì chị? À, mấy cái bill mà gì cho đó gì? Mấy cái bill mà mấy chị chuyển khoản dồn là bên em không có xác nhận đâu. Khi nào mà nhân viên gọi điện chốt đơn mới xác nhận rồi đi luôn nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này bán 109 ngàn như cũ không lên nè. Sẽ 95. Quần tác ta, áo chấp thô, à. Logo theo. Rồi mấy chị ơi, em tặng cho khách giá 110 ngàn 109 ngàn như cũ không lên giá nha. 109 ngàn có bơ, trắng và hồng. Cái quần này không 70 rồi nè mấy chị nè. Mà cả áo đẹp kinh khủng luôn mà bán có 109 thôi đó. Tại 95 kèm số lượng nha. Lẻ 110 ngàn kèm cho em cái màu luôn khách ơi. Hồng trắng bơ. À, đẹp lắm. Thật sự mấy chị mua hàng bên em á, bên em bắt buộc phải có cái mã để em biết mình lấy mã nào nha mấy chị ơi. Nên là mấy chị vui lòng cho mình đúng. Không có biết không. Ờ mà sao không biết nha. Rất đẹp rồi. Còn mà. Alo. Ờ nó chỉnh sao. Alo. 110 ngàn trắng, 110 hay 109 cũng là nó luôn nha mọi người. Biết sao nãy trắng nè. Trắng bơ hồng. Alo. Chị bán đồ đẹp mà nãy không? Mấy chị nhận hàng đi, mấy chị còn thấy mấy chị mua hàng nha. Vui lòng mình comment cái mã. Cái mã là giá tiền có một con mã em mới chốt được nha mấy chị ơi. Nên là vui lòng mình comment cái mã này cho em. Bé. Ha. Kiểm tra kỹ khu vực đó nha. Đổ tí ba cho chị Thanh Long. Tí mình lòi ra túi nè. Kiểm tra kỹ chưa? Đưa hàng đi. Rồi, bộ ba là mua ba. Rồi, tập đi. Bơ chị Ngọc Diệu. Lên này. Xanh bơ cho thắm nhỏ. 110 là cái gì ha? Đây luôn. 110 trắng. Có luôn. Cho chị Quỳnh. À. Đang bận là 109 em còn hồng thôi. Còn mình là set yến bận hồng đi ạ. 109 bơ cho Nguyễn Nhã. Rồi. Chị có mình một lần đó, thôi nói chung. Em. Trắng cho chị Nguyễn Phương. Rồi. Bơ cho bé đẹp. Rồi. Bơ Thiên Lý. Rồi. Trắng 120 lấy gì ạ? Biết luôn. Bơ cho Linh Ly. Rồi. Hai hồng cho Phạm Bích Trâm. Hồng trắng bơ. Em hồng trắng bơ, hồng trắng. Em hết bơ rồi, chị nào mà chưa được đọc bơ thì đổi màu giúp em nha. Đủ cho Thủy Trịnh còn hai màu. Thủy Trịnh sĩ còn hai màu. In lại phải gọi cái trăm từ từ phải in. Rồi 110 ngàn có bơ của Thanh, xin lỗi. 110 còn hồng và trắng. Ra bia được rồi.
Trước bánh máy in kìa. Cái máy in, cái máy in. Thủy không biết cái nào là bếp ngáo luôn. Thủy Trịnh, rồi ok. Còn hồng trắng á, hồng trắng mọi người 110 hồng trắng. Thủy Trịnh là tới ai nữa? Một trắng một hồng cho Lê Ngọc Yến. Trắng cho Trang Trang, Nana hết bơ rồi. Chỉ có mình nhanh tay giùm em nha. Trắng cho Sông Trang. Rồi bây giờ hiện tại em còn hồng. Còn hồng thôi mấy chị ơi, một là chín em còn hồng thôi. Còn hồng. Quân mấy chị nào mà cảm thấy mình bị ẩn công mình hoặc là mình công mình bị chậm á, thì mình cố gắng tương tác mãi nào mình chuyển lên mình không thích là ABC giùm em. 50 bạn Tây, 50 bạn Chuông. Ừ. Rồi, sẽ này em bán cho khách đúng 105. Dạ, ok chị Nana, hỏi chị Diễn Vũ. Linh Ly, mình có mình sao ừ. Em lấy như vậy, lấy xét Yến bận có mình em làm xét Yến bận hồng thì em mới chốt nha. 105 đen, 105 nu sẽ chính là sẽ 90 thôi đấy. Ở bên, sẽ 95 lẻ 110 ngàn nu đen. Sẽ 95 lẻ 110 ngàn nu đen, quá rẻ cho một cuộc tình chưa mấy chị ơi. Đó, xét vét đùi luôn mà bán có 110 ngàn thôi này trời. 110 ngàn nu đen nhá, sẽ 95 nha. Sẽ 95 lẻ 110 ngàn nu và 110 ngàn đen. Chỗ Bảo Lâm thử 110 ngàn bên kia, ra bên cạnh đúng. 100, bỏ hết cỡ lên. Bên kia. Cái này là rồi chốt đơn đi. Đọc đi. Alo. Đọc hết cỡ đi. Alo. Rồi. Chỉnh mít nhỏ mà biểu. Đọc đi. Sẽ 95 lại 110 ngàn. Đủ. Đủ 2 chị Phạm Thanh Thúy. Đủ 2. Đọc tên là có còn không được đọc tên là không có chị ơi. Vậy em không nhớ được. Đủ 2 chị Thảo Duyên. Đủ 2 màu 2. Đủ 2 cho chị Kim Anh. Rồi. Đủ 2 Uni Hoàng. Xanh bơ 3 cái là sao trên trên nơi có mình mã giùm em. Rồi. Nuôi chị Vân Nguyễn, Văn Nguyễn. Đủ chị Anh Văn. Đủ chị Hà Bùi. 115 em hết rồi. Cái mã nào mà em qua là em hết rồi mấy chị. Rất là đẹp nha. Rồi. Đen chị Xuân Nữ. Trên trên hồng. Một chân là cái gì chị ơi? Hồng ba cái là anh cái Văn gì? Đủ hai luôn. Rồi, một lần đủ nữa cho anh Văn. Đừng comment hàng hai. Comment một lần thôi, còn ví dụ mình đã đỡ mình muốn lấy thêm á thì mình comment chữ thêm. Đem mình Thoa Nguyễn. Thoa. Comment hàng hai là dễ lộn lắm đó nha, nói rồi đó. Sĩ Lệ cũng vậy chứ, mình muốn lấy thêm cái mã đó mình comment cho em thêm số lượng hoặc là thêm màu mã. Ví dụ như lần đầu mình comment là đủ, mình muốn lấy thêm cả lần nữa mình comment là thêm một lần đủ đó, như vậy ha. Nu với trắng. Nu với trắng là cái gì vậy? Nu cho chị Thùy Trang ST. Nu trắng đó. Rồi. Đồ mới nhận đẹp lắm, cảm ơn chị Lily ạ. À. Ơi, quần bùi. 110 nâu, 110 trắng, 110 nâu, 110 đen mấy chị ơi. Cái này mặc lên cỡ này nè, xinh ha. 110 nâu đen hai màu. 110 nâu, 110 đen. Rồi, nhanh tay cho em lại làng liền này luôn mấy chị ơi. Nâu chị Linh Ly, đen cho chị Vinh Nguyệt. Rồi, 110 ha, 38 tới 60 cái loại mặt đẹp. Là nâu đó. Lên đơn cho em mã 110 nô 110 đen. Bộ đang bận là 109 ngàn em còn hồng. Mấy chị lấy thì comment giùm em là bộ Yến bận hồng đó mấy chị ơi. Nô cho chị em nghe. Nguyễn Thị Kim Huệ. Nghe nè. Thêm màu 2 nữa cho chị Anh Văn, ok chị đẹp. 110 đen cho chị Mai Ngô. Ủa? Thì bây giờ em... Hả? Thì ý là anh nhờ ai làm? Giờ bên kế toán làm hay sao? Ủa? Sao anh không lên mà anh không để em đưa tờ giấy kia cho anh luôn, giấy tờ lên cho anh, đưa anh lên làm luôn. ABC giùm em đợi chị một xíu ạ. Bộ chị đang lên là 110 em còn là đây. Là sao nó lại không? Thì em có giấy tờ hết rồi. Hôm qua em xem em nó nói là em chuẩn bị cho anh rồi mà. Là bây giờ nè, giấy phép xây dựng đúng không? Giá xây dựng thì trong cái tập hôm bữa anh đưa cho em á, giờ anh cầm nó lên thôi. Còn hồi chứng minh nhân dân photo là em có rồi. Không, theo ấy á, là mình thầu á, là mình phải cầm cái bản hợp đồng nhà thầu lên luôn á. Thì bên chủ thầu á, sẽ làm cái này. Thì sẽ cầm một cái bản hợp đồng của nhà thầu photo nè. Ý á, cái luật, cái thuế này á, thì nó sẽ chia làm hai loại. Nếu như á, mình thầu thì nhà thầu sẽ được cầm thêm một cái bản gì, cái hợp đồng hai bên á. Với lại là chứng minh nhân dân, giấy xây dựng. Còn nếu như mà nhà tư em tự làm thì không cần cái hợp đồng đó, thì cần chứng minh nhân dân với lại giấy xây dựng. Anh hiểu không? Đó, thì thế thì tại vì em thầu của bên anh thì bên anh phải còn phải có cái hợp đồng thầu đó thì mình photo mình em lên. Vậy thôi. Nó đổ chồng lên.
Ôi, chị đợi em một xíu nha. Không, sao mình nó tại vì nó đã có luật rồi, tự nhiên mình làm giùm nó phải làm theo ba rem của nó chứ giờ sao? Sao mình lắc được? Không được đâu. Không được đâu, tại vì nó có luật, cái luật của nó có sẵn hết rồi, giờ làm đắt luật không nó nói. Không thôi, bây giờ nếu không thì mà chiều nay hàng em nhiều chứ. Không, chiều anh cứ cầm giấy tờ anh qua đi rồi anh coi anh hỏi thử cái nào được không, anh làm, ai biết đâu. Tại em với chỗ em bên công thì sao được, bên anh làm sao cho điện cho bên anh thì làm. Chứ em cũng không khó đâu, đó thì anh cứ bên anh lo thôi. Em quấn anh á nha. Em quấn anh á nha. Rồi đó rồi. Thì hồi đợt anh công em xíu chị ơi. Em nói nè, không, bây giờ em đang live stream trực tiếp mấy trăm người xem á, nói chuyện không tiện đâu, tí có gì tạm thời là cứ chiều anh qua đi. Anh qua đi rồi anh em đưa giấy tờ xong rồi nói chuyện. Dạ, ok, chứ em đang live á. Rồi, chiều anh cứ chạy qua rồi hai anh em nói chuyện rồi như nào thì sạc được hết nha. Ok, rồi tiếp theo, khổ ghê á mấy chị ơi, nhà của em muốn banh nào em tưởng nó là xong rồi nha, nhưng chưa mấy chị, mình vô mình ở nửa năm rồi nhưng mà chưa, vẫn còn tiếp. Tại vì á trong cái đống bầu mới còn gì không em, để chị nói chuyện xem. Trong cái live stream này của em có chị nào làm bên thuế má bên luật không mấy chị, tư vấn cho em cái này xem. Em làm cái gì? Em làm bí. Rồi, mã mới ha mấy chị ha. Rồi, mã này em lên cho em 110 đen và 110 nu ha. Để mấy chị em nhà mình đợi lâu quá. Rồi, bù qua cho bà một cái mã maxi xinh xẻo rồi đi. Đó, maxi. Con maxi này rất là đẹp nha. Rồi, nó có sẵn mút ngực cho em như thế này luôn. Nó đang mặc màu bơ, cũng đưa bơ nữa thì nó sẽ hơi trùng nhau. Khóa kéo năm sau, bộ rất là dày. Cực kỳ đẹp nha. Rồi, bao nhiêu đây? Bộ trắng 110. 99 nha. Được chưa? Hoài Anh ơi, cái bộ này là nó có đen với nâu. Đen á. Rồi, ok chị Hoài Anh. Rồi, con này à. Con này lên cho em là mã 99 đi. Bơ, nu. Cái này là ngọc đi mấy chị ha. Ngọc đi. Rồi, em con mấy chị đợi thì để em để cho em 99 luôn. Nha, tuyệt vời không mấy bà. Trời ơi, cái đầm như vậy 99.000 mấy má, tỷ 85 thôi. Có bơ nè, ngọc nè, nu và hồng ha. Vải là giống như các bạn em đang mang là vải thô. Hàng này mấy chị cứ yên tâm cho em. Yên tâm mang cho em là không bao giờ bị cũ hay là bị sơ, bị xước vải này chứ cái nào. Giá 99.000 nhưng mà rất là đẹp nha khách nha. Rồi lên đơn cho em mã 99.000 màu bơ, dài tới bắp chân cho em. Tỷ 85 lẻ 99.000. Rồi đọc đi em ơi, chốt nhanh này có ít. Đổi chị Nguyễn Quyên. Quá đẹp. Đổi chị Nguyễn Quyên, đổi Thủy Trần. Đẹp quá luôn á trời. Maxi. Ở sau khóa kéo. Khóa kéo nhá mọi người nhá. Đây nè, em phải ôi. Sĩ 85 lẻ 110 maxi. Cái màu nó hơi nhăn. Hơi nhăn một tí tại vì vải này nó vậy rồi mọi người. Sếp chị Yến bởi con hồng á, 179 em con hồng. Rồi nhanh tay cho em. Ha. Thủy sĩ mới đúng không? Ờ, có được hết sĩ mà. Không, chưa. Bình luận á. Đủ hai cho chị Kim Anh. Ờ, mình lại. Có đổi thì trận nào. Tao cũng cãi liền nè. Nó chưa đổi thị trực. Thôi lỡ rồi, bữa sau đổi luôn. Ngọc cho chị Phương Thủy. Ngọc nè. Hoa Nguyễn chị lấy màu gì ạ? Đinh lẹ. Monique Phạm Kim Dung chuyển khoản cọc đặt lại. 99 đặt một mớ xong bắt nãy em ra bơ luôn. Trời đất ơi, đặt một mớ luôn hả? Cặp Kim Dung hả? À. Chị Phạm Kim Dung ơi, không mấy ví dụ mà mình bị thiếu máu não. Nói đó. Không phải tên này rồi tắt máy ngang luôn. Rồi chị Phạm Kim Dung nè, chờ Phạm Kim Dung ví dụ mình thiếu máu não mình mua bổ sung não mình uống đi. Rồi mình đặt hàng cho mình nhớ chứ đặt bên em cũng mười mấy cái xong rồi hỏi gọi chú đơn kia không có đặt á. Cái này là chắc nhân viên thích lắm mấy bạn mới công mình nó nói vô cái danh cho vô cái Facebook của chị là vậy luôn. Chứ còn Đinh Monet nè. Đinh Monet nè. Đặt hàng xong nhân viên gọi chú đơn kia không phải tên này tắt máy ngang. Bên em bình thường mấy cái máy là bên em sẽ 0909319160 đó cũng đúng số điện thoại mà đúng sai đâu. Bơ chị bé đẹp đang bận là 109.000 em còn hồng. Không mấy mình thiếu máu não mình uống bổ sung cái gì để em cho chị cho em inbox địa chỉ đi em cho chị cái thuốc bổ não. Em gửi cho chị luôn. Còn dương vị đó. Chứ chị đặt mười mấy cái rồi chị xả hàng không ai chịu nổ trơn á nha. Ai làm vậy trời. Ai mà làm 99.000 ngọc nu bơ và hồng nhờ comment giùm em. 99.000 sĩ 85 lẻ 99.000 nha mọi người ơi. Màu xanh bơ cho chị Hoa Nguyễn. Màu ngọc, màu bơ, màu hồng, màu nâu 99.000. Tháng
Rồi, cho chị mã tiếp theo. Cái này không lấy tí tôi mặc lên giành nhanh, đừng có giành nhau nha. Sáng giờ tôi tức, tại vì biết sao, nó rất là nhiều vấn đề xảy ra trong sáng nay nên là nó hơi rối ren một tí nhé. Rồi thôi. 50 bạn Tây, 50 bạn Trung. Cái này đi cuối đẹp nè tiền. Xanh cho chị ạ. Ủa xanh là xanh gì? Thái Phương ơi, có màu bơ với màu ngọt. Trời có ơi. Màu bơ với ngọt nha chị đẹp ơi. Mã này không tin là 125 ngàn. Còn chị Đào Phương Dung. Cổ yếm cũng nữa. Em lấy màu này đẹp nè, màu này sang. Rồi cổ yếm, quần ống suông. Set này cho em xỉ 101 lẻ 125, hàng thiết kế có hồng ngọc, hồng xanh và nu. Hồng xanh nu cả nhà mình nha. Hồng bộ đang bận em còn hồng thôi Anna Quỳnh ơi. Nếu mà lấy bộ đang bận hồng thì con mình giùm em là yếm bận hồng đi chị đẹp. Rồi lên đơn cho em con này là 125 ngàn, hồng xanh và nu à mấy chị ơi. Hồng xanh nu. Trời ơi mẫu này xuất sắc luôn mấy chị ơi. Phải vâng ạ, em có màu xanh ngọc. Em có màu ngọc với màu bơ. Chị có mình xanh là màu xanh gì chị ơi? Mình có mình em là ngọc hoặc là bơ rồi, đi chị. 100 xỉ 101 lẻ 125 ngàn. Không mệt quá. 101 lẻ 125 ngàn kèm màu mấy chị. Rồi 125 ngàn nha. Set này hai lớp. 99 hồng cho chị Thanh Hằng. Hai lớp nha. Ờ hoa nguyện lấy hồng nữa là cái gì chị ơi? Có mình 99 hay là 125 mình có mình vô giùm em với ạ? Thái Vân Ngọc 99. Rồi 125 cả màu cho em nè. Hồng xanh và nu. Đủ cho chị Thảo Duyên. Hệ thống xanh cho chị Hoài Anh. Chị Đinh mua nít bây giờ chị cọc cho em 200 đặt lại chị ơi. Nu chị Nguyễn Yến 710 lẻ 125 ngàn. Trời xếp đẹp lắm mấy chị ơi. Chị Hoa Nguyễn 125 ngàn con. Bên đây có Hoàng với Hằng Long nữa nha em. Hoa Nguyễn như thế này. Bây giờ nếu mà chị lấy cái maxi chị mới xuống, mình comment giùm em là 99 kèm màu. Còn chị lấy cái bộ đang bận, mình comment 125 kèm màu đi chị. Chứ giờ chị comment vậy em cũng không biết là cái nào. Rồi. Có chút lấy thịt. Cách sắp lấy sĩ hạn biển có để 125 nu chị Nguyễn Yến. Sẽ đẹp quá hả? Xanh chị Canh Đi Chúc. Xanh Nguyễn Thị Kim Huệ. Nu cho chị Nguyễn Yến bị trồng biêu trên máy. Quá thịt chị quá. Rồi 125 ngàn kèm màu. Xanh ngọc cho chị Nguyên Tròn. Xanh chị Thư Suri, Monlex xanh, Huỳnh Vi xanh. Nâu cho chị Ngọc Hiền Nguyễn. Mấy chị nghe đọc tên, có đọc tên là có đọc mình được công minh nữa, nó trùng nhá. 125 ngàn. Xanh em đang mặc là 99 ngàn có màu hồng nha. Nên chị đâu lấy thì có mình là em mặc hồng là có đơn. Rồi chị ơi. Ngọc cho chị Yến Nhi. Chị đâu lấy lên. Chị Đinh Monix tại vì có một đơn hàng xả rồi chị. Bây giờ bắt buộc phải cọc thôi, thông cảm giùm em nha. Monix có rồi. Mấy chị xanh hồng nu có đọc tên là có hàng rồi á. Xanh hồng nu 125 ngàn. Xanh hồng nu nha mọi người ơi. Sĩ 101 lại 125. Sĩ nhà em đã đi đâu hết rồi. Thật sự đi công việc phát là ao ra hết trơn. Mà mới đi em. Để nhớ lại. Để nhớ lại từ đầu. À, Nguyễn Yến có rồi chị. Em đọc tên là có rồi chị đẹp ơi. Có đọc tên là có rồi. Rồi 99 hồng với lại xanh bơ thứ hai Nguyễn. Không hồng rồi bơ này chị ơi. Chị đâu có rồi. Cứ như Hoa Nguyễn là bỏ hồng cho em bé. Dạ rồi ok cho Hoa Nguyễn ạ. 125 nô chị Hiền Lê. Rồi. Hàng này như đây. 99. Rồi. Ok cho Hoa Nguyễn ạ. Xe đẹp quá nè. Ngọc Ngọc ơi mình ra. Mình thoát ra mình vào ảnh điểm. Đọc giùm em đi chị đẹp ơi. Mua 10 mẫu. Mỗi mẫu đủ màu. Cọc trước 1 triệu được tính sỉ. Đang bọn là 109 nè em. Đọc kỳ ảnh bìa đi ạ. Đọc kỳ ảnh bìa đi. Tại vì có vấn đề lắm, muốn lấy sẽ phải đọc kỹ ảnh bìa nha mọi người, tránh trường hợp là này kia kia nọ nha. Rồi 99 nha em có bơ, rêu, vàng với hồng. Bơ, rêu, vàng, hồng. Đó, nó có 3 màu dưới này ha. Màu nâu nữa, 5 màu, sẽ 85 lẻ 99 cho em. Sẽ 85 lẻ 99 ngàn khách đôi. Cái này chắc xô giống như nó mặn nhưng mà nó là có tay và cổ bèo luôn. Đó là nó đắt hơn á, nhưng mà em vẫn để giá cho em nhà mình giá 99 thôi. Xả luôn nha. Em còn em mới về được đâu 70 cái tiếp nè. Hôm qua vừa về 100 hết sạch rồi. Giờ sale cho mấy chị tiếp 70 set cuối cùng giá 99 nha. Quả đẹp lắm. Màu rêu nha. Màu rêu, màu bơ, màu hồng, màu vàng và màu nâu. 99 ngàn nha. Nâu, hồng, bơ, rêu và vàng. Tổ chị Thủy Trịnh. Rêu chị Dọn Kim Hoa đi em. Hồi đó nãy vô gì rêu. Rêu Kim Hoa. Vô cái nâu đúng không em? Bơ chị Mai Mai. Rêu Kim Hoa. Bơ hả? Bơ. Rồi. Bơ Nguyễn Yến 125 nâu cho Xuân Thương. Bơ 99 ngàn. Đang xem 99 ngàn 125 nâu cho Xuân Thương. Đưa hàng đấy.
bơ này, không có bơ, đưa cái bơ nữa. 99 bơ cho Nguyễn Yến. Rồi rút hai bơ nữa. Bơ ở dưới hai bơ. Rồi bơ nào. Thì 85 lại 99 nha hàng nha. Bơ cho Nguyễn Nhung. Có. Nào cho chị Thẩm nhỏ như ý tinh cọc. Xanh là xanh đi. Nào á chị ơi. An An ơi, em có màu rêu hoặc là màu bơ em khó, không có màu xanh nha. Bơ chị dân thường. Để hai sai bơ nữa cho bơ ơi. Chị Nguyễn Như Quỳnh. Ba bơ có được. Rêu cho Hạnh Tuyết. Rêu cho Hoa Nguyễn. Có. Lúc ba bơ có còn không có được. Em không có xanh nhưng chị, em có bơ hoặc là có rêu thôi. Xanh em không biết là màu nào hết. Lúc mấy bơ nữa? Đổ chị Hoa Bùi. Hoa Bùi ạ. Rêu chị Nhi Lưu. Đưa hàng đây em. 99 ngàn em có màu nâu, màu bơ, màu rêu, màu vàng và màu hồng nha mấy chị ơi. 99 ngàn. Còn bơ không? Em. Rồi hết bơ nha. Hết bơ em còn vàng, hồng, rêu. Nâu. Nâu ạ. Rêu chị Hồng Đạt. Có. Vàng, hồng, rêu, nâu. Rêu chị An An. Có. Hết rêu luôn. À còn rêu còn. 99 ngàn cho mấy trời. Thật luôn á. Kệ kinh khủng luôn á. Bình thường là bên em bán chính là cái áo không thôi á. Chỉ là áo không thôi đó mấy chị ơi. Giờ bán nguyên set 99 ngàn luôn. Nó đẹp không? 99 ngàn nâu vàng hồng. Quá trời xinh luôn. Đổi nâu hộp. Phì. Em có cái bill cuối á. Hoa Nguyễn đúng không? Nâu hồng vàng rêu. Hoa Nguyễn hả? Hoa Nguyễn ơi, giờ mấy bạn nhân viên bỏ xong vợ đem ra ngoài rồi chơi. Bây giờ không đổi được. Không đổi được. Nào chị Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Rồi màu vàng đẹp nè, vàng này vàng nhạt đúng không chị ơi, vàng nhạt cũng đẹp lắm. Vàng nhạt cũng đẹp lắm luôn á. Rồi chị lấy lên đơn cho em, mã này là mã vàng nha. Thêm nâu cho chị Hoa Nguyễn. Nâu hoa Nguyễn. Còn mấy chị đặt chắc cho em nha. Đặt chắc cho em. Rồi nâu hồng vàng 125 lộn. 99 ngàn. Xả rồi, xả 99 ngàn. Vàng chị Nguyễn Hằng. Có. Em đã xả 99 ngàn thôi à. Còn có 20-30 cái là hết luôn. Rồi chị 85 nha. Xỉ em để 99 ngàn thôi. Vàng hồng nâu. Ủa cái Nguyễn Hằng chị của Trâm hôm bữa nó có mấy cái mà đâu rồi ta. Vàng. Vàng chị Thanh Nhàn Nguyễn. Vàng chị Phạm Gia Anh. Rồi. Vàng nâu và hồng mấy chị ơi. 99 ngàn ạ. Rồi 250 đến 99. 150 xe 99 vàng cho Hồng Duyên. Đó. Đẹp không? Đợi 99 ngàn cho em vàng hồng với. Thêm hồng cho chị Nguyễn Như Quỳnh ạ. Rồi, set này là hàng Quảng Châu. Rêu hồng nâu chị Hương Lê. Hương Lê còn hồng nâu hết rêu. Còn rêu không em? Rồi set này em có túi nha. Set này em sale cho anh chị 125 ngàn. An An thêm hồng nè. An An không? Thêm hồng cho An An. Rồi set chữ ni, set sơ mi này em sale cho anh chị 125 ngàn. Hàng Quảng Châu loại 1 cho em nhé. Chất đuổi sức. Hồng Duyên có vàng rồi nha chị đẹp ơi. Lên đơn cho em 125 ngàn hồng bơ, hồng bơ nu vàng. Nâu 99 chị VV. Hồng bơ nâu vàng nha, con đẹp lắm luôn mấy chị. Màu hồng, màu bơ, màu vàng, màu nâu. Chất này là chất đuổi xước hàng loại 1 nha. Hàng này shop đã bán cho 700 ngàn một set đó, 300. Mà em nhớ là em mua 300 đó mấy chị. Mà em làm cái bạn này nó y xì như thế này, em mua luôn không khác gì luôn. Rồi, hồng, bơ, vàng và màu nu 125 ngàn. À lấy đơn cho em sẽ 110 lại 125 ạ. Đổ chị Anh Văn. Anh Văn đổ 38-60 kg đưa lên này. 710 lại 125 ạ. Bơ chị Gôn Gôn 125 hả? Rồi 125 kèm màu với chị ơi. 38-60 kg mắc đẹp nha. Chất này bảo đẹp. 125 có bơ nâu hồng vàng nhỉ. Bơ nâu hồng vàng 125 ngàn. Nâu cho chị Thanh Thùy. Hàng loại 1 kem, logo theo nha. Ơ em còn mười mấy cái à. Rồi 125k. Chất coi vậy. Vàng chị Nhi Lưu. Rồi Diễm Nguyễn bà kêu gửi được thì gửi chứ không rảnh để cọc. Diễm Nguyễn nè, đặt hàng rồi sau kêu cọc á. Thì kêu là gửi được thì gửi chứ không rảnh cọc. Trời đất ơi là trời. Thì thôi mấy chị đừng có đặt chứ đặt xong rồi người ta nhờ cọc á thì nói vậy đó, nghe ngược gửi. Tức là mình không muốn cọc cũng đặt ít giùm em mấy chị. Bên em mà mình lười cọc thì mình đặt ít thôi. Đặt nhiều người ta bắt cọc là đúng rồi.
Thiệt luôn á. Sao vậy? Rồi quỷ hà ni theo nha. Rồi nu nè, vàng bơ. Còn nó ba màu nu vàng bơ chứ đẹp ghê trời. Bộ này em may em nghĩ là bán 125 luôn á. Tại vì ra cái vải nó không khác gì hàng 300 là mấy luôn. Thêm vàng như chị ăn vàng. Rồi cái này mấy chị cứ mặc phong rộng giống em đang ướm là đẹp nha. Còn bơ hồng nu vàng. Bơ nu bơ nu với vàng. Còn 125 bộ thôi chị nó lấy thì có mình em 125 kèm màu. Rồi bạn mới luôn em. Rồi bán cho mọi người một cái set, cái áo khoác nè. Kéo rồi. Khoác nỉ này em sale cho mấy chị luôn. 99 ngàn đi. Khoác nỉ cho em một bộ em bán là 125 ngàn đúng không? Rồi bây giờ em sale 99 ngàn luôn. Khoác nỉ. Rồi em có vàng, xanh, hồng, trắng, đen. Sỉ cho em 85. Sỉ bên đường mình của mình là tầm 95 ngàn rồi đó. Giờ để 99 ngàn thì sỉ 85 thôi. Hồng nè, xanh, vàng, trắng, đen. Còn trên trên ơi để tí em like cho. Hồng, xanh, vàng, trắng, đen khoác nỉ nha. Nguyên thủy mình lấy bơ cái mã nào ạ? Sesame chữ ni thì 125 ngàn. Cho mã vô mấy chị ơi. Vàng 125 triệu hạnh tuyết. Cho mã vô chút đường cho nó dễ mấy chị. Rồi lên đơn cho em 99 ngàn luôn. Khoác này đẹp quá à. Khoác này mà đi nắng đâu là ok nha. Mùa đang rất là nóng. Mọi người đi nắng mặc mấy con này cho em ok la. Rồi 99 ngàn. Mã theo bọn 99 ngàn kèm màu giùm em. Anh ơi, anh thu vậy 134 với xong rồi anh lại cái bộ được cái. Rồi, 99 ngàn cặp màu cho em 100 mấy chị ơi. Tự nhiên lại đang like thì ngon, xong rồi không có công tác phục được cái set caro ở dưới sau lưng phục mà. Dạ. Khoác nỉ 8421 khoác vàng với đen cho chị Bảo Nguy. Bà chị đem sửa về 134 bên khung em nha. Vàng đen Bảo Nguy. Mấy chị ABC giùm em với em coi có tương tác không? Tự nhiên đang bán mức tương tác rồi. ABC giùm em với hồng diệu HT. 99 cái màu. Rồi Bảo Nguy vàng đen có rồi nha chị ơi. Đây nè. Rồi em tặng qua mã này coi cho mấy chị để tương tác lại. Mấy chị không, dù em lên mã nào không thích thì mọi người a bờ cờ cho em để là em biết là mọi người không thích em qua mã nha. Chị Lưu Yến 99 xanh, Kim Ngọc 99 hồng, Khánh Duyên 99 đen, Kiều Đỗ 99 vàng. Khoác 99 ngàn nha mọi người, em lên mình không thích á, mình chấm một cái hoặc là mình a một cái để em biết là mọi người không thích, em sẽ qua mã mới, ví dụ vậy ha. Rồi cái này mày chị ơi, đẹp không? Bán tặng cho mình luôn nha, để đây tương tác nha. 69 ngàn đỏ. Trời ơi này vải đẹp lắm mấy chị ơi. 69 ngàn đỏ và 69 ngàn xanh hai màu. Và đỏ xanh hai màu. Đây đây, cái đồ áo dây này dâu Thảo Dương. 99 đen còn không em? Có đen không? 99 đen cho chị Quỳnh Như. Ui là trời, 69k một cái nè. Dây bao chun thoải mái cho em nhá. Đấy, đẹp không? Quần ống rộng nha. Tặng luôn 69 ngàn xanh và màu đỏ luôn. Đỏ xanh hai màu. Sẽ đang mặc chỉ còn hồng thôi nhỏ Lựu ơi. Lấy thì em công mình là đang em mặc hồng. Hồng nha, chứ hết màu bơ rồi. Bơ 125 cho chị Nguyễn Thủy. 69 xanh kim ngọc. Rồi bộ này 69 ngàn. Xanh cho chị Vân Nguyễn. Cái mà dồn đơn á, một là chưa đủ 75 ngàn bên em đi đơn á chị ơi. Chứ bên em đủ rồi bên em. Cái phần vai em là bo chun thoải mái như vậy nha mọi người nha. Coi giãn theo cái vòng ngực của mấy chị. Rồi. Lên đơn cho em 6. Ủa, bộ này cũng có 69 ngàn mà không ai comment luôn Phụng ơi. Oh my god luôn á. Đỏ nè mấy chị. Đỏ và màu xanh nha. 69. Đỏ với xanh cho Bảo Nghi. Bảo Nghi cọc cho em 200 đi Bảo Nghi. Ủa 89 hay 69? 69 à, mà comment lộn đi. Bảo Nghi sửa lại thành 69 đi bé ơi. Xanh cho chị Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Lê tím lên lại cho. Xanh với đỏ 69 ngàn thôi. 69 ngàn xanh hoặc 69 ngàn đỏ giùm em với ạ. Đỏ xanh 69 ngàn. Chị lên mà không thích mình ABC giùm em có nha. Có váy nha. Để em một tím lên cho. Đỏ cho chị Ngọc Hiền Nguyễn. Đỏ xanh cho GN. Đó 4500 lẻ đi rồi nha. Đơn gọi chốt là đi hết rồi nha khách ơi. Đơn gọi chốt là đi hết rồi nha. Đang bận 109 em còn hồng thôi. Chị nào lấy thì con mình nghĩ là đang bận hồng khuyên số. Rồi còn xanh với đỏ mấy chị. 69 ngay còn xanh đỏ giờ lại lên đơn giúp em. Rồi mãi tiếp theo. Ủa bộ đẹp lắm đi mọi người.
Em sale luôn cho mọi người luôn nha. Này như vậy như vậy. Này 89 ngàn đi. Tả luôn. Quần ống rộng nè. Chất của nó là chất gân dập ly, hơi bị đẹp nha, coi dạng thoải mái cho em. 38-60kg, mặc set này là đúng tuyệt vời luôn. Bao nhiêu ký mang cũng được hết á. Chất cô tông tàu, em có màu này màu xanh nhạt, xanh đậm và xanh ngọc. Xanh ngọc, xanh đậm và xanh nhạt. Lên đơn cho em mã này là mã 89 cộng màu xỉ cho em 75 luôn đó chứ. Xanh đậm, xanh nhạt, xanh ngọc nha. Có 3 tông cho em rõ là xanh gì. À, rồi ok chị Nguyễn Huỳnh Mai để em hỏi thăm cho. Rồi, đẹp chưa mấy chế ơi. 89 thôi nha, thôi trả luôn 89 ngàn để vô rồi. Xanh 89 cao thanh Duyên. Xanh gì vậy Duyên ơi? Xanh gì rõ ràng em, xanh gì đấy. Chứ không có xanh gì xem chốt được đấy nhá. Xanh đậm, xanh nhạt. Đậm nhạt nha. Xì 75 lại 89 ngàn. Nhạt cho chị Kim Hoa. Kim Hoa nhạt. Đủ chị Anh Văn. Hai màu hôm nay chị đẹp ơi. À, cao thanh Duyên là xanh nhạt. Rồi. Ôi, nó có màu kia được không? Thế đang bận hồn như chị nhỏ lụ. 59 là cái gì chơi? Em có 69 và 89 chứ không có 89 nha. Không có 59 nha chị ơi. Rồi còn xanh đậm xanh nhạt không? Xanh nhạt hàng vạn. Hàng vạn mua lẻ đúng không? Ừ. Rồi hàng vạn mua lẻ 89 ngàn. Rồi còn xanh đậm nữa em. Rồi hiện tại em còn xanh đậm thôi. Em còn xanh cô ba này đẹp, cái này trắng da lắm mọi người. Xanh cô ba này lên da cực kỳ trắng nhá. Chờ lại lên đơn cho em mã xanh xanh đậm. Em chỉ còn đậm thôi, mấy chị có bằng là đậm. Màu này là màu xanh đậm nha, 89 ngàn. Cái này là xanh nhạt, chị có mây ngọc đúng không? Vậy anh Vân rồi, em có xanh nhạt. Có một vị thêm. Cái này là chị đang mặc đúng không? Đúng rồi, à không phải. Nó nằm ở dưới này. Cái này lên đơn cho em 89 xanh đậm chị ơi. Còn một màu thôi nè, nhanh tay cho em cái này. Đã có 89 ngàn mà còn rớt lại. Em còn đậm thôi, quần ngồi đậm thôi, hết màu nhạt. Quần ống suông luôn á trời. Hai đậm cho chị Nguyễn Quyên. Trời ơi còn á. Tại vì màu này nó đẹp nên em cho về nhiều. Quả dài lắm nha, 89 ngàn. Em hết nhạc để em còn đậm nha chị Hồng Duyên không đậm màu nha. 38-60kg là mặt đẹp qua mạ luôn. À lấy đơn cho em mạ xanh đậm. Rồi xuống đây Nhi ơi. Xanh đậm là đẹp nè. Trời ơi chốt cho cô đi trời. Rồi đây chị ơi. Tiếp theo. Đậm với chị Hồng Duyên khổ chữ vì tiền. Khổ vì chữ tiền. Khổ vì chữ tiền cho chị xanh đậm. Khổ tên họ người ta. Cứ số hotline vô tiền trực đi tiền. Số là ai đang cầm vậy? Rồi. Cái gì vậy? Em không có bỏ nha. Chị nào mà xả hàng là em nhập vô nguy hiểm. Em không có bán lại nữa đâu. Bên em bán thì cực khổ. Mấy chị làm ơn mình đặt cắt giùm em nữa. Chị rồi. Đặt chỉ có một mình em nha. Em bán cho mấy trăm người lận nên mình đặt hàng mình cắt giùm em mấy chị ơi. Xả luôn con này 105 ngàn. Hàng Quảng Châu luôn mấy chị ơi. Nè. Con này là hàng Quảng Châu. Phan Mai Ngân 150 em xả còn 105 ngàn. Xanh và đen. Sơ mi này đẹp lắm mấy chị ơi. Hơi bị xinh xỉu luôn nha. Và đẹp xỉ 90 lẻ 105. Xỉ 90 lẻ 105 cho em. Ủa ôi vậy. Hàng đẹp nha mấy chị, hàng shop luôn á. 105 xanh hoặc đen. Em xả nốt cho mấy chị thôi. 38-60-65 thì ok. Con này thì sơ mi phong rộng rồi. 105 xanh hoặc đen. Rồi lên nhanh nè. Bây giờ lên nhanh. 105 xanh hoặc đen cho em. Xanh thì Trang Nguyễn đủ cho Thủy Trịch. Xanh, đen. Thủy Trịch là bỏ xanh đủ. Đủ là 4 thôi em. Rồi. Mày qua hỏi với anh. Một đủ một xanh mới là đủ. Xanh là đủ nhỏ hay con? Xanh đen chị Kim Ngọc. Rồi. Sơ mi Quảng Châu sale có 105 ngàn. Đúng rồi, bộ đang bận lịch vai đủ. Đủ chị Nguyễn Quyên. Rồi. Rồi set này 119 ngàn luôn đi. Cái này em có 20 set thôi. Quần có túi nha, hàng loại 1 cho em. Có mút này, mút ngực có sẵn. Ở phía sau là cột nơ, rất là xinh luôn. Rồi sẽ cho em 105. Em có hồng, vàng, rêu, xanh dương. Hồng, vàng, rêu, xanh dương. Và nu. À vàng là nu đó. Nu chứ, nu xanh dương, rêu hồng, 4 màu. Thì nó màu, trời caro rỉ thương ghê luôn á. Caro này rất là dễ thương nha. Nhắc khách ơi ở sao cục nơ có bao chun nè, hàng loại 1 sẽ đang bận hiện tại còn hồng thôi. Hàng này mấy chị bán hàng thiết kế thôi phải nói luôn. Xanh dương 119, nô 119, rêu 119 và đang cầm là hồng có đen nữa, 5 màu, tỷ 105 đủ chị Thủy Trịnh. Rồi Thủy Trịnh đủ này có 20 thôi, đủ 105 xỉ cho em 105 lẻ 119 ngàn nha. Có mút ngực bao chun thoải mái rồi. Xét đùi
Đủ chị ơi, Lê Hoàng. Có. Xe đang bận chỉ còn hồng thôi chị ơi, 109 còn hồng. Rồi, 129 thế nào? Xem như cục nơ cho khổ vị chữ tiền. Rồi. Trương Mai chị lấy bộ hồng nào ạ? Nếu mà bộ đăng lên thì mình comment 119 cái màu đen đi chị ơi. Hồng cho chị Đặng Thư. Hết hồng. Đặng Thư hết hồng rồi. Bóc Đặng Thư đen. Rêu xanh dương. Phong Jimmy. Đen. Xanh hồng là xanh nào? Phong Jimmy xanh là xanh nào chị hết ơi? Hồng luôn. Hết hồng luôn. Đen, rêu, xanh dương, nu. Hồng cho Trương Mai. Chị Mai hồng đi. Trương Mai hết hồng luôn rồi chị ơi. Khùng hay gì vừa nói dứt câu lại chút hồng tiếp. Xanh dương cho Hình Vi. Ừ. Rồi. Hàng em 5556. Hết thì... hồng, hết hồng. Xong Jimmy còn xanh dương thôi. Xong Jimmy xanh dương. Đen, rêu, nu. Xanh dương cho Đặng Thư. Hết xanh dương, còn đen, rêu, nu, vừa đọc tấm. Đặng Thư hết xanh dương rồi. Còn đen, rêu, nu. Đủ cho Kim Anh. Kim Anh đủ. Cái đang bận hồng cho Ngọc Nguyên. Rồi, còn đen với rêu thôi nha. 119.000 đen với rêu thôi, nãy ít lắm. Rêu Trương Mai. Còn đen, hai cái đen nữa hết hàng mới. Còn hai con đen nữa hết hàng nè. Đen chỉ ít cái khay buông giá. Còn một đen thôi, bây giờ còn đen thôi chị ơi. Quy lại đen nhá. Hết đen, Đặng Thư bóp. Huỳnh Vi cũng hết hồng luôn. Hết xanh dương. Huỳnh Vi hết xanh dương luôn. Trời ơi, cái xanh này nó đẹp lắm mấy chị. Thằng này là 199. Huỳnh Vi hết xanh dương nha. Huỳnh Vi với lại là chị Đặng Thư. Đặng Thư là hết xanh dương nha mấy chị ơi. Rồi hết luôn rồi đó. Hết luôn rồi. Em xả qua mã khác. Rồi, con này 199 nha. Ngày hôm nay em xả cho chị 125 luôn. Hàng loại 1 nha. Nhận hàng và cái hàng loại 2 em đền gấp đôi cho mấy chị. Xế này em nhập là hàng loại 1 170, em bán 199 ngàn. Quần đùi rinh chất dạ, quần đùi dạ nè, 50 bàn tay 50 bàn chung có túi cho em như thế này. Form này mấy chị vừa đóng thùng cũng đẹp mà vừa thả cũng đẹp luôn. Rồi, sale 125 ngàn. Hàng loại 1 chất cô tâm tàu nè, sỉ 101. Sỉ 101 lẻ 125. Đây là màu trắng. Tiền lấy cái bộ caro cái xuống. Thế con này theo nha, hàng loại 1 đẹp lắm. 125 đen, 125 trắng, không có mười mấy cái, chốt lẻ luôn, 125 kèm màu lên đơn. 701 trời ơi. 125 đen, 125 trắng nha. Mấy chị nhận hàng có áo đẹp lắm luôn. Rồi lẹ làng luôn. Cái này xả luôn nha, 199 xả còn 125 đen trắng. 38 tới 60 kg đồ lại mặt đẹp. 38 tới 60 kg lại mặt đẹp giúp em. Trắng nha. Với chị Nana. Rồi. Trắng Quỳnh Như. Đó. Chị nào 4 năm sản phẩm tranh thủ mình chuyển khoản cọc cho em chị ơi. Hàng này là hàng loại 1, cước gần hàng kiểm tra thoải mái nha. Đẹp lắm luôn. Trang Ca Thanh Duyên. Đó. Quỳnh Hoa lên kèm cho em số điện thoại đi chị ơi. Đen chị Kim Ngọc. Rồi. Trắng Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa là hai trắng. Đó. Đen cho Châu Lâm. Chị nào mà 4 năm sản phẩm rồi tranh thủ mình chuyển khoản cọc để được đặt thêm nha mấy chị ơi. Đen chị Minh Trang. Đó. Quả này loại mực đẹp lắm luôn. Trắng với lại đen Tâm Thanh. Đó. Đen cho Mỹ Ngân. Đó. Trắng Nguyễn Thi Thi. Đen Nguyễn Kim Hà. Rồi. Đen Minh Trang. Đó. Quả này Minh Trang bị trùng rồi bé bắt chị đi cuốn đó. Ai bầm thịt vậy chị? Ai bầm thịt kia? Trời đất ơi. Rồi. Hết ờ không. Biết sao tại em đọc hết rồi chị báo hết rồi mà em còn đọc á. Sorry, I'm so sorry. Mình đặt màu khác em. Này màu này đi nè, màu này xinh nè. Rồi em sale qua mã khác cho, đừng lo, đừng buồn. Minh Trang là bị trùng em bóp. Rồi lấy đơn cho em đen và trắng nha, 125 ngàn. Quá luôn. Trắng chị Lan Ngọc. Rồi em còn 3 con đen mà mới. Còn 3 con đen. Rồi, họ ra rồi. Còn 3 con đen luôn. Cái này nó mới đổ lại nè. Rồi còn 3 con đen là 125 con đen. Tại bên em là nó hệ thống nó lưu số điện thoại chị ơi, nên là không cần khách cũ, không cần số đâu. Bây giờ còn em đen. Còn đen chị Thúy Hằng ơi. Còn ba đen. Lan Ngọc em còn đen, em hết trắng rồi. Đen chị Nguyễn Thị Kim Anh. Thúy Hạnh lấy cái gì vậy chị ơi? 125 đen kèm số cho em nha chị yêu ơi. Bộ ngố này em xả luôn 72 ngàn đen trắng. Còn mấy bộ thôi, xả 72 đen 72 trắng. 72 đen 72 trắng. Chị nào chốt lên đơn nhanh cho em 72 ngàn đen trắng nha mấy chị ơi. 72 đen 72 trắng em điện lên đơn cho mình luôn. 72 ngàn màu. Rồi tiếp theo. 72 đen 72 trắng. In chắc tay vô. Không. Nó sao? Có rồi. Có chưa? Có rồi phải ra bộ đen cũng rồi lên mã mới đi. Tiếp theo. Bóp đen. 72 đen 72 trắng. 125 đen cho Nguyễn Thủy. Có. 72 đen cho chị Nhung. Có. Còn Nhũ Như Quỳnh ơi.
Rồi, trắng cho chị Di Lưu, trắng Nguyễn Nhung, 72 rồi. Trắng Diễm Trần có luôn. 72 còn Thúy trắng. Thúy Thành Tâm mình giùm em là 125 đen kèm số, em hết trắng rồi chị Lưu ơi. 72 trắng với Trương Mai. Còn 3 con đen. 72 72 em còn 3 đen. 125 là em còn đen, 72 còn em cũng còn đen luôn. Thúy Hằng có. Thúy Hằng. Được, Thúy Hằng 72 trắng. Rồi còn 2 đen 72. Món này xinh lắm nè mấy chị. Món này xinh cực kỳ luôn. Chắc chắc shop. Ở hai đen thảo dương. Bị xíu cho cục đơn như vậy nha. Hoa xanh ngọc xanh dương. Đang bận là nguyên set 109 em còn hồng. Xanh ngọc xanh dương vàng. Rồi xanh ngọc xanh dương vàng. Xanh ngọc xanh dương vàng em bán tặng luôn như đây ta. Rồi. Sale luôn cho mấy chị 99.000 đi hả? Ơi, hàng này là giống hàng thiết kế nha, hàng thiết kế làm cũng màu này luôn á, hàng thiết kế cũng một màu luôn, xanh ngọc xanh dương vàng. Giờ lấy lên đơn kem mã 99 nè, 99 sọc xanh dương vàng, 99.000 đúng không nhỉ? Rồi mã đâu? Rồi em còn đen thôi Lê Ngọc Yến ơi, sỉ 85.99 luôn, còn đen hoa. Chị ơi, hoa này sale luôn. Hoa này vải đẹp lắm mấy chị ơi, vải sốt 99k hoa. Vàng chị Baby Don nha. Ở phía sau cục đơn này. Xanh dương như Trần Hiền. Có. Vàng xanh dương hoặc xanh ngọc. Gì nữa trời. Đặng thư này đen đấy, đen đó. Chứ sao hồi nãy. Đặng thư này đấy đen đó, không có đó. Rồi. Dương sao không được qua mấy đứa kia. Đặng thư là có đen 119 nha chị ơi. Chị đang đưa có đem 119 caro. Rồi chút tiếp cái mã này chị ơi. Mới thôi. Vàng cho chị Nguyễn Huỳnh Mai, à. Xanh Dương Minh Trang, có. Đủ chị Thủy Trịch, xanh Ngọc Kim Hoa, có. Xanh Dương chị Trang Nguyễn, có. Đủ 2 cho chị Kim Anh, có. Rồi. Đủ 2 hả? Rồi hết luôn. Mà mới. Rồi em hết rồi, hết rồi mấy chị ơi. Này đi đâu. Qua wow, cái mã hả? Này nhiêu? Không kịp con đứa ngồi kia làm gì kìa. Không kịp thì kéo người vô liền chứ. Sẽ chậm ly 125 tí em lên cho chị ơi. Tại em lên đăng lên lần lần. Em lên lần lần. Rồi set bẹt ba hoa chắc hoa thô này. Con này là hoa thô nha mọi người. Nè ba chun coi giảng. Quần 50 bảng tay 50 bảng chun. Có khóa kéo có túi. Rồi set này hàng Quảng Châu luôn. Em biết xã Tạ La này sỉ 95 lẻ 110. Sỉ 95 lẻ 110 ngàn cho em. Rồi mã 99 là em hết nha mấy chị ạ. Còn đen thôi. Nó còn hàng mới hôm qua về đó. Nó còn ít thì em sẽ sale cho mấy chị. Còn mấy cái em like cho mấy chị lựa luôn. Rồi. Hết rồi. Út coi chuyển khoản hay là? Tết 22 xong rồi chị. Bill nhiêu á? Trong... Rồi con này cho em mã 110 mấy chị ơi. Em sale 110 nhá. Con mình cho em 110. Con mình là 110 chị ơi. Mỹ tới Phạm. Lần qua đi mới đi hàng đúng không? Mỹ tới Phạm. Bây giờ cọc. Cọc giúp em mấy chị mới đi đơn hôm qua là đơn hôm nay cọc giúp em. Cái set hoa 99 là em hết rồi, bây giờ em đăng lên set hoa đen là 110 ngàn. Mình còn mình đem 110 kèm số nha mấy chị ơi. Hàng này có một màu đẹp. Bẹt vai hay gì em móc đâu. Con này cho em 110 hoa nhá. Bẹt vai mặc tay phòng hoặc là mặc bẹt vai đều được hết, 110 ngàn. Mỹ Trâm có ai gọi điện cho mình chưa chị ơi, chứ em thấy ở đây chưa có số điện thoại, chưa có địa chỉ của chị mà. Sỉ 95 lẻ 110 ngàn. Sỉ 95 lẻ 110. Vàng gì? Trăm mười hai Thủy Trịnh, 110 Văn Nguyễn, ship đồng giá 35.000. Mấy chị nhìn bài ghi bên dưới mấy chị ơi. Mấy chị đặt hàng á, khi nhân viên gọi điện chốt đơn ok mới đi đơn nha mấy chị ơi. Hoa 110 chị chốt. Văn Nguyễn. Rồi chốt hết rồi. Con này lên đơn cho em mã 99. Chốt hết rồi. Bóp trong khí cho máy. Con này lên đơn cho em sẽ 85.099.000 nha. Có kem nu Thách vàng hồng rồi. Con mình ghi bên dưới giúp em đi mấy chị ơi. 99.000 kem nu vàng hồng. Váy 89 đen là cái gì trời. Rồi bây giờ 89 đen nữa hả? Rồi con này chắc đuổi luôn. Vải đuổi nè. Phối ren cho em ha. Quần bo chun full bản. Hoa 110 cho Nguyễn Thị Kim On. Màu kem, màu nu, màu vàng và màu hồng. Vậy thì đặt lại đi Mỹ Trâm ơi. 110 cho Nguyễn Bích Trang. Sẽ 85 lẻ 99 ngàn chốt đơn. Vậy đặt lại đi Mỹ kem Trâm nu ơi. Kem nu vàng hồng. Kem nu vàng hồng sẽ 85. Sách thơ còn. Sẽ 85 lẻ 99 nè. Sẽ 85 lẻ 99k. Sẽ 85 lẻ 99 ngàn dùm em luôn. Đưa cái chân váy đen còn loại nào nhiều nha. Ráo bà ra đây.
99.000 cộng màu giùm em. Đủ chị Kinh Lê. Rồi. Ngọc dầu kèm số điện thoại giùm em. Em lấy lại nào mọi người cho lên em. Cúc to này em mới lên rồi. Có la đi mấy chị. Rồi áo khoác nhung tâm. 100 em thấy chị có một cái đơn ngày 19 là chị nhận ngày 21 rồi mà chị ơi. Vàng 99 cho ngân kim. Còn vàng không em? Rồi lên đơn cho em. Con này lên đơn cho em mã 135 nữa mấy chị ơi. Khoác nhung này đẹp lắm này. Chu thì tường an sao mà vô nguy hiểm rồi này chơi. Giờ cọc đặt lại nhờ. Rồi khoác nhung tâm phong này cho em sỉ 120 lẻ 100. Một bờ ra. Sỉ 120 lẻ 139.000 một áo. 135.000 một áo chứ. Rồi em đi thay qua. Em mặc cho cái áo này nha. Áo đẹp lắm luôn. Đem một tí nha. Một 135 hồng như Trương Mai. 135 là áo khoác nhung là em có màu hồng, màu đen và màu vàng với màu bò. Màu vàng, màu nâu đi, màu vàng, màu nâu, màu hồng và màu đen nha. Kem 99. Cái này hả? Kem 99 với chị Khương Vi Phan Trần. Áo khoác nhung là 135.000, sỉ 120 mấy chị ơi. Có hồng, đen, nâu và vàng nha. Áo khoác hồng, đen, nâu với vàng. Rồi em mặc thử áo khoác cho mọi người xem ha. Bờ ra này cho em 50.000. Rồi màu bò, màu vàng, màu hồng và màu đen. Khoác này vải đẹp lắm. Người ta bán 199, 200 mấy luôn á. Em sale cho mấy chị có giá là 135 nha. 135 thôi. Rất là rẻ. Rồi 135 kèm màu nha mấy chị ơi. Cái này chị bỏ vào bên. Cái này chị thường nhiều không kéo được chị. Khó kéo lắm chứ. Rồi lên đơn cho em mặc 135. Khoác nhung tâm nha. Để bấm chị thừa đã, nó mắc chị thừa không kéo lên được. 135 kèm màu. Rồi mấy tiếp theo Tì ơi, một đứa qua đây để bơm hàng này. Một đứa bơm đứa dọn, mang nhanh. Rồi, giờ đợi, có người rồi, nhanh đi. Ngọc dầu kia nick mới của chị này nó không có số điện thoại á. Chị lên cho em lại cái số điện thoại để mình view á chị ơi. Nhung hồng cho chị nhỏ lượt. Rồi, xét dập ly này cho em 105.000. Áo 2 dây, kèm quần ống suông. Sale cho mọi người luôn là mã 105 nha. Set 2 dây 105 ngàn. Hiện tại là em còn rút cam với vàng. Rút cam với vàng. Rồi set dập ly sỉ 90 lẻ 105 ngàn thôi. Xả luôn. Bao chu nổi phía sau nhé. 38-60kg mắt đẹp. Quần ống rộng nha mọi người ơi. Rồi xả luôn 105 ngàn. Em có màu nè. Màu hồng, màu vàng, màu đen, màu bơ, màu xanh ngọc, màu rêu. 99 cho chị Ngọc Dầu. Con này em xem với chị sẽ 90 lẻ 105 ngàn nha mấy chị ơi. Sẽ 90 lẻ 105 nha. Khoác hồng cho chị Lan ạ. 6-7 màu luôn rất là đẹp. Chapter bây giờ xem lại like chị ơi. Bây giờ đưa hồng đưa ra ngoài nè. Mỗi màu 2 chị Kinh Lê. Mới lên đó. Rồi tiếp 4 bộ cho Huynh Lý Hoàng. Đen cho Xuân Trang. Rồi. Đẹp lắm luôn. Tiếp đi. Dung Thùy mình lấy cái gì ạ? Nếu mà dập lên mình có mình thì phải là 105 ngàn kèm màu kèm đen, sữa. Hồng, xanh ngọc, bơ, rêu. Rồi vậy đẹp lắm luôn. Đen, hồng, ngọc, rêu, bơ nha chị ơi. Rồi nhanh tay cho em. Quá đẹp. Quần đúng rồi. Dung thì có mình đây là 105 rêu kèm số ấy, chị đẹp ơi. Hai bộ xanh ngọc. Ngọc còn một à? Ngọc Hiền Nguyễn chỉ còn một cái ngọc thôi nha chị ơi. Rồi. Còn một ngọc thôi. Mình thêm có mình em thêm vào còn lại. Màu đẹp lắm luôn. Ra chị Thảo Nhi. Rồi. Dung thì kèm cho em cái số điện thoại chị ơi. Dung thì kèm số vô nè. Hồng. Cái chị Nguyễn Hoàng Minh Tâm. Đi em đẹp quá à. Ê con kia, mày bả hết màu chưa vậy? Tao bập mày liền nè. Nha. Còn hàng đây không thấy hả? Ngọc, cho chị hết ngọc rồi. Lấy hết màu qua đi. Rêu chị Dung Thùy.
Đêm thì em còn bơ và đen. 105 còn bơ với đen. Không, bây giờ nó mở miệng nó hỏi nha. Hết ngọt rồi, bây giờ em còn bơ với đen. Bra 50.000. Bra 50 em còn màu cam, màu nu, màu ruốc và màu vàng. Đồ hết lẻ. Thêm ba màu còn thiếu. Ôi là trời, chị ơi, bây giờ em biết chị còn thiếu ba màu gì. Ai biết thiếu màu gì trời. Chị chơi vậy đi chết em. Còn đen với bơ thôi. Đen với bơ chị Khánh Thi. Có luôn tình yêu. Rồi bây giờ em còn đen thôi ạ. Chị nào mà 4 năm sản phẩm trong tranh thủ mình chị khoảng cọc cho em nha mấy chị. Chị cho em 200-300 gì đó em sẽ trừ trên đơn cho mình luôn. Rồi, còn đen nè. Đen, còn hai đen thôi. Trời ơi, đen đẹp lắm Phụng ơi. Tiền bạc sao để dặn chân vậy Phụng? Ủa? Còn hai con đen này mấy chị nhá. Còn hai đen dập đây đẹp quá à. Còn hai đen. Đó là lấy cái gì đó. Rồi, mã này chị 65 lẻ em phải 7 ngàn. Đen chị CC Nguyễn. Rồi ngủ đây là hàng xịt nha mấy chị ơi. Rồi xỉ 65 lẻ. Đen chị Nguyễn Thị Anh Tuyết. Xỉ 65 lẻ 77 ngàn. Xỉ 65 kèm số lượng lẻ 77 ngàn. Có xám, trắng, đen 38-60kg rồi lại mặt đẹp. Bé Hà bỏ bill thì để tập cái tính chú ý vô nha. Cái gì mình chỉ nhắc một lần thôi. Rồi cho em 77 ngàn. Bây giờ mình lên bọc bơi. Mấy chị ơi, mấy chị khách mới vui lòng mình comment giùm em mã màu kèm số xám, vô trắng, giùm đen. Em nha. 77 ngàn kèm màu. Sao luôn. Xám trắng đen 77k kèm màu. Ôi, bộ này 77 ngàn đẹp quá à. Hàng cô tông tàu á, mịn lắm. Co giãn 4 chiều, 38-60kg đẹp, rồi lại mặt đẹp. Quần là chất đen gân. Không, thì còn đen gân. Rồi, lên đơn cho em mã này là mã 77 ngàn. Nha, sách ngô với mọi người nha. Sẽ 65 cho em, lẹ 77 ngàn. Rồi, lại tiếp theo. Thôi, chị với nè, Uni Hoàng á, 4 bộ á. Tiếp phòng Minh. Bộ hồng của chị đó, còn bộ rêu. Rồi, 77 ngàn kèm màu giùm em với nha. Thứ thẳng lấy gì đây? Hết đen rồi. Mà sao lại? Dung Khuyên, hồi nãy chị dục có đúng không? Sao lại... Cho em 77 ngàn kèm màu với cho mã vô để em biết được hàng sale. 77 chị Giang Nhi. Cho em biết là mọi người lấy hàng sale nha. Chứ mọi người không cho mã vô mất công tính giá cũ á. 105 ngàn là em còn hồng. 77 ngàn nè. Đây nữa là bé. 77 ngàn màu đen, màu xám, màu trắng. Thương Yubo cho mã vô, Thương Yubo. Mua hàng kèm mã vô giùm em với. Còn dưới hồng hồng. Tuyệt. Còn dưới hồng hả? Đẹp không? Trắng. Cái 105 em còn hồng thôi Thúy Thạnh ơi, em hết đẹp, hết... Rồi 77 nha, em có đen cho Thương Yubo. Cái 109 là cái này á. Đen Lê Thìn, đen Ngân Nguyễn. 105 phải 109 đâu. Rồi. Sao có 109? Có 109, sửa lại thành 105. Ừ, mãi lúc nào? Mãi lúc. Rồi, ba đen. Đen, ừ. Rồi mã mới nhé. Okay. Cho em một chấm chấm hết rồi. Em lên mã nào không thích mình chấm một chấm với đường lên này. Xám chị hạnh phúc đông đầy. Rồi. Set. Set này em sale cho mấy chị luôn là 105 ngàn. Chân váy tennis 50, bạn tây 50, bạn chuông. Đây mọi người nhá. Sale cho mọi người luôn. Mã này là 105 ngàn luôn đó chị. Cái này vải đẹp lắm nè. Xỉ 90, vải rất là đẹp. Hàng này sắp bán tới 165 ngàn bộ rồi. Rồi mọi người ha. Rồi sale chị 77 ngàn. 77 77 đem với xám nha Dung Thùy. 105 ngàn có bơ. Anh không đọc đầy có rồi. Bơ, rêu, nu cam. Bơ, rêu, nu cam luôn. Rồi mã này là hàng mới về rất là đẹp luôn mọi người ơi. Xỉ 90 lẻ 105 thôi. Minh Trang ơi, mình comment cái mã giùm em với chị yêu ơi. Để em biết mình lấy cái gì vậy? Mua hàng sale cho mã vô giùm em. Mã đâu ạ? Mã 105. Nhanh tay cho em luôn giống chị ơi. 105 em có màu nâu cam rêu bơ và nâu cam rêu bơ nhỏ của mình em. Đủ chị Trinh Lê. Có thuốc cai nghiện mà. Em không có thuốc cai nghiện đâu bơ nha. Bơ cho Thanh Thi. Phải nghiện chứ. Bơ chị Ngọc Dầu, bơ ra thì thoải mái xuất kính gì nó coi dễ mà. Ủa Ngọc Dầu hết bơ rồi chị ơi. Còn rêu bắt cái Ngọc Dầu chị thì rêu... Ngọc Dầu hết bơ rồi chị ơi. Rêu nu, rêu nu cam 105 ngàn. Đen 105 hả? Đen là cái gì ta? 105 là em còn hồng thôi. Cái xét đó là em còn hồng thôi. Bé đẹp luôn.
Bé đẹp đô 109. Ủa nước hàng chị chưa? Chưa. Ủa nước hàng đủ. Nước hàng đủ. Đẹp đô cho bé đẹp. Bé đẹp 75. Có đâu rồi? Không, bé đẹp này chưa hả? Đô cho bé đẹp. Có. Dung thì có rồi. Xanh 77 là gì ha? Là bố mình có xanh. Áo mình trắng trắng. Áo trắng quần xanh mới đúng chị ơi. Đúng hả? Đúng thì mình có mình nhìn là có trắng, xám với đen mà. Rồi 105 ngàn. Ngọc dầu comment của mình nó chạy chậm đó chị ơi. Rêu 105 cho chị Lại Thị Quỳnh Chi. Rồi. Cam chị Nguyễn Cát Tường. Rồi. Hết bơ rồi chị ơi. Cam cho chị Hồng Hạnh. Có đẹp mà. Rồi. Em còn màu nu, màu cam và màu rêu. Màu nu rêu thôi, hết cam. Rồi hết cam luôn rồi ngọc dầu ơi. Bây giờ còn rêu với nu. Nu chị anh cứ nét chờ. Rêu nu. Màu rêu màu nâu mà làm đẹp hết mấy chị ơi. 105 ngàn. Mấy chị em mua hàng sale thì nhớ cho mã vô nhá. Xanh ngố là gì chị? Nó có áo trắng, áo xám thôi chị ơi chứ nó có trắng, xám và đen chứ thì có đen xanh đâu ta. Có áo trắng và áo xám thôi. Rồi con này cho em luôn. Rêu với nâu cho Thanh Long. Rồi. Tiếp tục một cái set tương tự, set này em cũng xả luôn. Rồi 50 bạn tây, 50 bạn chung, có khóa kéo, có lóc quần ở trong nha. Chân vải này là cả 170 ngàn. Nhìn không chân vải đẹp không? Rồi tập trung chút đơn. Rêu cho Nguyễn Thị Kim Huệ, rêu cho Nguyễn Chí Nhân. Set này cho em 109 ngàn luôn mấy chị ơi, set tách ta 105 còn đâu thôi. Set này sale cho mấy chị luôn là mã. Mã này em sale luôn 109 ngàn nha. Có mút nực tay bao phòng, chân vải tennis, đẹp lắm. Rêu nu trắng, đen, 4 màu. Hàng thiết kế xì 95 lẻ 109 ngàn. Xì 95 lẻ 109 ngàn em sale nốt luôn. Khóa kéo năm sau, có lót nha mọi người. Hàng thiết kế thì nó rất là đẹp luôn á. Thiết kế thì nó may rất là chuẩn chỉnh nha. Xì 95 lẻ 110 ngàn. Áo màu gì chân vải màu đấy. Đó, hàng tách ta nó dày ha. 110 ngàn cộng màu. Ờ, chị có mình mạng của chị chậm lắm luôn á chị ơi. Tại cái mic mới của chị nó không có tương tác nên là comment của chị nó nhảy chậm, không phải do em đâu. Tại máy này nó em xài bằng hệ thống mà. Hàng em 55-56 ký trở về là bọn vừa nha khách ơi. Rồi con này, con này em đang may cho em nè, bỏ đẹp. Có một con hồng. Nâu 110. Mới đó, mới đó. Chị chị Trương Mai. Nâu 110. Rồi maxi này cho em một cái chị comment muốn... là cam 110 nha. Maxi cam 110 ngàn. Đẹp lắm luôn á. Rồi lên đơn cho em mã K110 nè mấy chị. K110 kèm số có 4 con. Trời ơi nhún nè. Quả đẹp lắm, em mặc rồi ha. Còn 4 con xả 110. Comment cho em là K110. K110 còn mấy con thôi. Cái đầm này rất là đẹp luôn nè khách. Đầm này đầm baby don, cực kỳ đẹp nha. Rồi màu bò và màu, đây là màu bò. Màu này là màu nu. Đầm mấy nhỉ? Này đẹp lắm nè. Mang cũng lấy cái túi ngọc. Nhưng mà túi ngọc đá nè. Xinh lắm luôn ấy. Cho điện á, lấy cái phần ngọc á. Rồi, ba chun cho em như thế này. Ở đó là coi chừng giật rồi. Biển. Ủa đâu hết ta? Mấy chị ơi. Nó chừng điện mà. Ủa gì trời? Thằng hoang mang ghê á. Chị đứng comment luôn rồi. ABC giùm em với ạ. Đang bán á, tự nhiên chị nghe điện thoại á. Hát quốc á. Xuyên tọc được. ABC giùm em với ạ. Sọc ring hả? À, em cũng không biết nữa. Áo khoác em ra lộ em hết rồi. Cháy hàng luôn á. Rồi em tăng nó lại like mới mấy chị ạ. Em phát lại like mới đi. Cái like này nó bị sao á nha. Em vô lại like mới mọi người, thoát ra vô lại giùm em.